Vâng, tín hiệu chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng phục vụ các bác trong dịp Tết này. Đấy, nhiều bác hỏi là có cái mã nho chưa? Đấy thì đây, hôm nay về cái mã nho Mỹ cho bác luôn này. Đấy, rồi là có cả táo luôn nhá. Đấy, để cho các bác trong cái dịp Tết sắp tới này. Đấy, rồi một số mã hàng mới, nồi chiên ngập dầu này, về dùng ngày Tết ngày nhất này. Rất nhiều mã hàng mới nhá. Phục vụ các bác rồi, các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like, cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất em. Và khi mà các bác mua hàng thì em mình nhớ là mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là miễn phí ship cho bác rồi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các nhá. Đấy, em sẽ đi nhanh vào những mặt hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi mặt hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái hộp nho khô nhá của Mỹ này. Đấy, hàng của Mỹ nhá, USA nhá, Made in the USA. Hàng này thì Ricin thì cái thương hiệu này, nho này rất là nổi tiếng rồi nên các bác yên tâm về chất lượng. Hàng thì date còn rất là dài nhá, 25 tháng 12 2026, nên là các bác yên tâm dùng thoải mái cho em luôn. Đấy, hàng nho khô cực kỳ chất lượng, về các bác dùng để ăn ngày Tết này, rồi các bác mua về biếu xén cũng ok luôn. Hàng này thì hàng nhà em là hàng jumbo size. Jumbo size tức là cái size quả của nó là size quả to nhá, chứ không phải dạng size quả nhỏ đâu. Đây em bóc cho bác một túi luôn này. Hàng của nó nguyên trong bịch này này. Đấy, một bịch là 1 kg luôn, cực kỳ là chất lượng. Đây, đấy, lấy đĩa luôn rồi bóc cho bác luôn những nho này. Đây này, đấy có túi chống ẩm đầy đủ luôn. Đấy, hàng size to nhá, hàng size to. Hàng này là hàng sấy theo công nghệ sấy thăng hoa, nên là về mà khi mà các bác nhận được cái sản phẩm này, cái hạt nho nhìn nó rất là óng, nhìn nó rất là đẹp nho. Mà cái công nghệ sấy thăng hoa này là nó giữ nguyên được cái hương vị và cái chất dinh dưỡng của cái sản phẩm các nhá, nên là các bác yên tâm dùng rất là ngon, ăn cực kỳ là thích luôn. Cái nho này em bán rất là nhiều, có những bác hỏi rất là nhiều nhưng mà nó không có hàng đâu, nó chỉ có cận Tết nó mới có thôi. Thì đấy, đợt này hôm nay hàng tiếp tục về để mời các bác một chút này. Đó thì giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nho khô của Mỹ nhá, nho khô của Mỹ giá của nó sẽ là đi 95k một hộp thôi nhá, 95.000 cho một hộp nho khô của Mỹ này, 95.000 một hộp. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, thị trường đang bán khoảng tầm 120-150.000 một hộp. Bên em bán cái giá này để cho bác dễ mua luôn. Đấy thì là một túi như này là 1 kg này. Hàng loại size to nhá các bác nhá, hàng loại size to, hàng đẹp đấy. Đây, hàng đẹp luôn đấy, là 95.000 các bác nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp nho khô của Mỹ này là 95k. Ngoài ra thì có táo này, táo cũng là táo khô. Táo khô công nghệ sấy thăng hoa, giữ nguyên chất dinh dưỡng và sản phẩm dùng cực kỳ ok. Về để các bác có thể là ngâm rượu này, rồi là các bác hầm thuốc bắc này, các bác trưng yến này. Đấy, trưng yến các bác cho vài quả vào nó dễ ăn hơn này, rất ok luôn. Cái bịch táo khô này thì mình em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 70.000 thôi nhá, 70.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bịch táo khô. Đấy, táo khô nhá, táo khô. Giá của nó sẽ là 70k. 70k một cái bịch táo khô nha. Đấy, 70.000 một bịch. Táo thì là cũng hàng size to, hàng quả to này. Đấy, hàng quả to. Nho khô, táo khô này thì về các bác cứ dùng trực tiếp, ăn trực tiếp cho em luôn, không cần phải chế biến gì cả. Còn nếu các bác thích chế biến thì mình có thể chế biến thành nhiều món. Còn cái táo này thì về ăn trực tiếp luôn, nho cũng thế, về ăn trực tiếp luôn các bác nhá. Hàng toàn bộ là hàng sấy khô, công nghệ sấy thăng hoa nên rất là ok, dùng cực kỳ ngon, cực kỳ thích luôn. Đó, nho khô Mỹ là 95.000, táo khô là 70.000 các bác nhá, 70.000. Đó. Cái nho này nhiều bác có hỏi là ăn nó có bị sạn không hay là vấn đề không, như là nho của Mỹ yên tâm về chất lượng, họ sấy không phải là họ sấy theo kiểu dạng sấy sạn như Việt Nam là hay sấy sạn đấy, ăn rất nhiều sạn như này, ăn cực kỳ ngon, ăn khô đầu có một tí sạn luôn, ăn cực kỳ thích các nhá. Đó, nho 95 nhau nhá, nho 95, còn táo là 70 nhá. Đấy thì nho số lượng hạn thôi nhá, có ít đâu, không nhiều đâu, năm nay nó không có hàng nhiều nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn với em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái chảo chiên ngập dầu này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái chảo chiên ngập dầu size 20 cm nhá. Đấy, về các bác Tết nhất này hay làm nhiều những cái món chiên ngập dầu, ví dụ như tôm chiên xù này, mực chiên xù này, những cái món mà cần nhiều dầu để chiên rán thì các bác mua cho em cái nồi này về dùng rất là hay. Nó là một cái nồi sâu lòng nhá, một cái nồi sâu lòng, đường kính của nó sẽ 20 cm, nó rất là sâu lòng luôn. Đấy, để về các bác chiên phồng tôm, chiên mực, chiên tôm xù các thứ là rất ok. Đấy, toàn bộ bên trong, mặt bên trong bên ngoài là được tráng đá chống dính cực kỳ ngon, có thể dùng được các loại bếp luôn, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại dùng hết luôn nhá. Và đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái giá đỡ như này nữa, để về ví dụ như là các bác khi mà các bác chiên xong thì mình để đây đấy, để cho nó dốc dầu dốc mỡ xuống nhá, ráo dầu ráo mỡ xuống, nó đỡ bị thức ăn nó bị nhiều mỡ nhiều dầu ăn đỡ ngấy nhá.
Đấy, có phần quai sách, nồi thì cực kỳ dày rất chắn luôn, nồi dày lắm, cầm nặng trịch tay luôn. Đó thì cái nồi đấy bên em đang bán các bác giá sẽ là 80.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên ngập dầu các bác nhá, nồi chiên ngập dầu 80.000 các bác nhá, hàng thanh lý siêu thị ở Nhật, cực kỳ xịn luôn. Đấy, 80.000 một cái các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em lên xả kho luôn cho các bác cái mã nồi lẩu mini. Hôm nay em xả cho các bác cái mức giá này nó cực kỳ là hạt rẻ luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini để về các bác ăn lẩu liếc các thứ này. Đấy, nồi lẩu này ăn khoảng tầm 2 đến 3 người ăn rất là ok luôn. Nồi lẩu mini. À, bữa trước đang bán cho bác là 150.000, hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ còn có là đi 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái nồi lẩu mini thôi. Đấy, 100k một cái. Giá cực kỳ là hạt rẻ và dễ mua luôn, 100k. Con này sử dụng điện 220, nồi thì cực kỳ là đẹp chắc chắn. Sản phẩm đi mới nguyên hộp như này. Đó. Nó sẽ gồm có là một cái thân nồi lẩu này. À, đi kèm là dây nguồn này. Đấy, Saban thương hiệu đồ gia dụng rất nổi tiếng này. Công tắc bật tắt nhá. Đấy, có cả cấp độ luôn, cấp độ 1 và cấp độ 2 nhá. Đấy, và ở giữa là tắt. Đó. Và đi kèm nữa là một cái khay hấp các nhá, một cái xưởng khay hấp như này. Đấy, một cái khay hấp như này và một cái vung. Vung là vung bằng thủy tinh luôn các nhá, vung bằng thủy tinh luôn. Đấy, để các bác tiện theo dõi đồ ăn. Các bác ăn lẩu thì các bác bỏ cái khay này ra. Còn ví dụ các bác muốn hấp đồ ăn, các bác muốn làm một cái món hấp gì ấy, tôm hấp rồi là bánh bao hấp các thứ, các bác cho vào đây các bác hấp thì các bác lấy dùng cái khay hấp này. Còn không thì mình cứ để đây các bác ăn lẩu luôn được. Đấy, ăn lẩu này. Rồi các bác có thể xào nấu ở đây được luôn. Con này tiện lắm. Xào nấu này, ăn lẩu này, các thứ được luôn. Nói chung là nó có thể là nấu canh được luôn. Đấy, nấu canh, nấu riêu các thứ ở đây ok luôn. Trong là gì, là một cái lớp chống dính cực kỳ xịn sò ok. Đấy, có phần tay cầm. Về các bác cứ cắm trực tiếp nguồn về cho em là xài thôi. Đây, để em xem cái phần thông số này. Con này công suất của nó sẽ là 600W nhá. Sôi cực kỳ nhanh luôn. Đấy, và em đã dùng thực tế rồi. Sôi rất nhanh. Công suất là 600W nhá. Và sử dụng điện 220. Sản phẩm này thì sẽ có dung tích khoảng tầm 1,5 lít nhá. 1,5 lít. Nói chung là ăn lẩu ấy, khoảng tầm 2 đến 3 người ăn. Con lẩu này dùng rất ok. Đấy, ngoài chức năng ăn lẩu, rồi nó còn có cả xào, nấu, chiên trứng các thứ ở đây ok. Rồi đã có cả cái xưởng hấp này luôn. Đấy, 5 vung đại đầy đủ nhá. Với cái mức giá này thì các bác quá ok rồi, các bác mua cho em một sản phẩm này quá ok luôn. Thì lên mã giúp em sẽ là cái nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini 150.000, đang xả lát chỉ còn có là đi 100.000 nhá. 100.000 thôi, 100.000 cho một chiếc nồi lẩu mini. Đấy, 100k một chiếc thôi nhá, chốt nhanh giúp em. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi này. Đấy, cái này thì em cũng báo giá luôn 40.000 nhá, 40.000 cho một cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi nha. Một cái bộ này sẽ gồm có là đi một cái tay cầm này. Đây, để em bóc cho bác coi. Đó, bộ này nhiều lắm, dùng thoải mái luôn, dùng cả năm giờ luôn. Đấy, sẽ gồm có một cái tay cầm này, một cái lọ kem để các bác cạo cho đỡ rát này. Đấy, và tay cầm đi kèm rất ok luôn nhau nhá. Và đây là lưỡi. Lưỡi thì một hộp này sẽ gồm có 35 lưỡi. Về các bác xài thoải mái cả năm, hàng của nó sẽ là hàng lưỡi kép này luôn. Đây này, hàng lưỡi kép, hàng lưỡi đôi nên là các bác cạo rất là ngon, cạo rất là ngọt và sạch các nhá. Về các bác chỉ việc lấy ra, lấy cái lưỡi này ra. Đấy, nó sẽ có từng vỉ một nha. Lấy ra sau đó các bác lắp vào và các bác cạo thôi. Đấy, lắp vào cái tay cầm các bác cạo các nhá. Đấy, về các bác lắp vào thành một cái bàn cạo để về các bác cạo này rất ok luôn. Đấy thì chọn một bộ này. Cả lưỡi liếc các thứ này, là cả kem, cả hộp đựng luôn. Đấy, rất là tiện nhá, đi chơi, đi du lịch, đi công tác này, sử dụng ở nhà cũng ok, là chọn một bộ này là đi 40.000 nhá, 40.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi. Đấy, bàn cạo 35 lưỡi này. Cả cây cạo, cả bàn cạo luôn là 35 lưỡi. Đấy, bàn cạo 35. Bàn cạo 35 cho đỡ nhầm đi. 40.000 thôi nhá, 40.000 một bộ nhá. 40k một bộ này. Đấy, chọn bộ luôn các nhá. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phao nước tự động này. Phao này thì bên em có hai mã là mã phao đứng và mã phao ngang nhá. Các bác lấy mã nào được báo nha. Cái này em lông quay bác này. Cái này tiện cực kỳ, dùng hay lắm. Đó, đi về các bác chỉ việc lắp vào cho các bác xài thôi. Đó, đây là trong này nó phụ kiện các thứ đi kèm này, đầy đủ cho bác. Về các bác xài cả băng keo tan luôn này. Đấy, lọc cút các thứ này. Đấy, con này con phao đứng nhá, con này con phao đứng. Đấy, thì nước sẽ ra lối này. Gen nó sẽ toàn bộ sẽ là gen 21 nhá. Thì về các bác con phao đứng thì bác sẽ lắp nguồn nước vào đây cho em. Đấy, nguồn nước sẽ là thẳng đứng từ trên xuống này. Đấy, và nước sẽ chảy ra, và khi mà
nó có một cái mực nước nhất định ấy, nó vượt quá cái mức giới hạn là 1 cm từ cái mép này lên đến đây là 1 cm thì nó sẽ quá cái mức 1 cm là tự động nó ngắt luôn. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái con phao, cái phao tròn ấy, đấy, nó rất là nhanh hỏng. Và thứ hai là lắp đặt nó rất là khó, cái con này lắp đặt cực kỳ dễ mà ngắt nước cực kỳ nhạy luôn. Đấy, chỉ vì việc nó quá cái mức giới hạn 1 cm ở cái mép này luôn là nó sẽ ngắt luôn, cực kỳ ngon. Cái này em dùng, em bán khá là nhiều mà dùng hay lắm. Đó, con này là mã phao đứng này, con này đứng ở đây đây, con này là đứng, con này là ngang nhá các bác nhá. Thì về các bác xem cái nước nhà mình, xem cái nguồn nước của nhà mình nó như thế nào thì các bác mua lắp cho nó phù hợp thôi nhá. Đây, con này là con ngang này. Ngang giờ đây nó sẽ có cái mũi tên để biểu thị cái đường nước, cái nguồn nước vào này và ra này. Đấy, vào thì nó sẽ vào theo cái chiều mũi tên này, ra thì ra đây. Đấy thì các bác lắp nguồn vào ở đây và ra sẽ ra đây. Đây là con phao ngang nhá, đây là con ngang. Đấy thì về các bác chỉ việc là lắp vào thôi. Và khi mà nước nó vượt quá giới hạn từ cái mép này nhá, mép dưới này lên đến đây là 1 cm là tự động nước nó sẽ ngắt luôn, dùng rất là hay. Đây em sẽ cho bác quay xem một cái video thực tế về sản phẩm. Đây, sản phẩm này thì em sẽ bán đồng giá là 60.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phao nước nhá. Phao nước này. Phao nước tự ngắt này. Đấy, phao nước tự ngắt nhá. Phao nước tự ngắt thì sẽ có mã đứng thôi nhá. Đứng và ngang. Đấy thì bán đồng giá là 60.000, các bác lấy mã nào được báo cho em nhá. Đứng và ngang 60.000 một sản phẩm nha. Đấy, 60.000 đứng. Đây là đứng này, còn đây là ngang này. Đấy, đứng đây, ngang đây, 60.000 coi nhá. Lấy cái nào thì cứ báo nha. Đây các bác xem thực tế về cái sản phẩm này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, khi mà nước ở đầy là sẽ tự động ngắt này. Còn khi mà hết nước này, múc hết nước ra. Đấy, múc hết nước ra bắt đầu là nước nó sẽ tiếp tục bơm luôn. Con này các bác không cần phải dùng điện, dùng đóm gì cả, nó là bằng cơ các bạn, bằng cơ. Đấy, bằng cơ. Bằng cơ. Đấy, cứ đây, lắp xuống này nước chảy nhá. Đầy nước cái là tự động ngắt. Đấy, thấy không, đầy nước tự động ngắt, múc nước ra nó lại tụt xuống là nó tự động nó bơm, nghĩa là bơm qua đến cái mức giới hạn từ đây, từ cái mép này lên đến đây là 1 cm là nó sẽ quá cái mức này, nó sẽ ngắt. Còn nếu mà nó tụt xuống dưới cái mức đấy là nước nó lại tiếp tục nó xả vào, thế thôi. Nó hoạt động bằng cơ nên là dùng rất là tiện nhá, dùng rất là hay. Con này dùng bền lắm, mà dùng hay cực, dễ lắp đặt mà dễ sử dụng nhá. Phi em nhắc lại các bác là phi này là phi 21 nhá, phi 21 giá sẽ là 60.000 nhá. Phao nước tự động nhá, đứng và ngang 60.000 một cái, lấy mã nào được báo nha. Tiếp theo thì em lên luôn bác cái lô, đó là cái lô súng keo nến này, để về các bác dùng cái dịp cuối năm các bác gắn đồ trang trí Tết nhất này. Đấy, rồi là các bác gắn đồ đạc nọ kia nhà mình rất hay, đồ nhựa, đồ gỗ các thứ giờ dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái súng keo nến nhá. Con súng keo nến này thì bên em bán các bác mức giá thì cũng rất là rẻ và dễ mua luôn. 40.000 các bác nhá, 40.000 cho một con súng keo nến như này. 40.000, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là súng keo nến. 40k một con súng keo nến nhá. Là khi mà mua thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác luôn là 10 cây keo nến nữa. Đấy, 40.000 giá quá bình dân, lại còn thêm được 10 cây keo nến, 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, là về các bác mua một bộ này là bao gồm là một súng và 10 keo, gửi kèm cho bác luôn là 40.000 một bộ này. Là về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm keo thì bên em sẽ có bán kèm thêm keo, thì bên em bán là 10 cây như này. 10 cây keo này với giá sẽ là 15.000 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là súng keo nến, đi kèm là 10 cây keo là 40.000, chọn một bộ như này này là 40.000 này. Đây, chọn một bộ trên hình em đang quay là 40.000 này. Và mua kèm thêm keo, mua kèm thêm keo thì là 10 cây keo như này là 15.000. Đấy, 10 cây keo là 15k. Còn mua một bộ súng với keo là 40.000, mua thêm keo thì là cứ 15.000 10 cây nhá, 15.000 10 cây có thế đâu. Đấy thì súng keo nến về các bác gắn dùng hay lắm, gắn thay keo các thứ là thay những cái keo các thứ đi dùng ok luôn, gắn chắc cực kỳ nhá. Công suất cái con súng này là 20W nhá, dùng nói chung là dùng gia đình con này rất là phù hợp rồi, ok rồi các bạn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dây nồi cơm này. Các bác cứ lên mã giúp em xem cái dây nồi cơm nhá, cái dây nồi cơm, dây nguồn nồi cơm này. Dây nguồn nồi cơm này sẽ có giá là đi 30.000 nhá, 30.000 một dây. Cái này về các bác thay những cái con dây nồi cơm ấm siêu tốc các thứ nhà mình, những cái dây nó bị hỏng. Đấy thì các bác về thay em. Ở đây sẽ gồm có một cái đầu nguồn hai chân để các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Và cái chân ở đây, chân này của nó sẽ là cắm vào những cái thiết bị ví dụ nồi cơm hoặc ấm siêu tốc này, dùng cái chân ba này này. Đấy, chân ba, rất nhiều thiết bị nó dùng cái chân ba này. Mà đặc biệt là rất hay hỏng cái dây này, thì các bác mua cái dây này về thay thế nhá. Dây này của nó là dây xịn nhá, dây hàng công ty nhá. Đây này. Đấy, có địa chỉ công ty sản xuất đầy đủ hết luôn để về các bác sử dụng nhá. Đây, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam này, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn.
thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây nguồn nồi cơm. Đấy, dây nguồn nồi cơm dây xịn đấy các nhá, dây xịn, dây ngon, dây dẻo đấy, dây 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 hàng loại một đấy. Cái dây nguồn nồi cơm này bên em đang gửi bác là 30.000 một sợi nhá, 30.000. 30k nhá, 30k cho một sợi dây nguồn nồi cơm như này. Đó. Tiếp theo thì lên luôn đấy bác, đó là cái dây cái ổ liền dây công suất 6.000W này. Đấy. Chuyên dùng cho thiết bị văn phòng này, máy tính, máy vi tính, máy in này, máy photocopy, thiết bị gia đình, lò vi sóng, nồi lẩu này, thiết bị cầm tay, máy công trình này, đồ gia dụng có công suất lên đến 6.000W này. Đấy, các bác nào dùng con máy công suất lớn thì các bác mua cho em cái này về. Đặc biệt là các bác mua về đấy trong dịp Tết thì nhất này, cắm nồi niêu xong chảo, những cái đồ, những cái đồ mà công suất lớn thì các bác mua cho em cái ổ này về cho em, xịn cực kỳ luôn. Đấy, ổ này cũng rất là xịn nhá, cái này cũng hàng của Việt Nam, cùng với cái công ty, cùng với cái dây nồi cơm kìa. Đây đấy, có đầy đủ địa chỉ công ty đầy đủ luôn. Đó, cái này sẽ có là dây 3m này, dây 3m các nhà, dây 3m và một cái ổ điện chịu tải lên đến là 6.000W luôn, nghĩa là cả dây cả ổ nó chịu tải được 6.000W, nên các bác cắm thiết bị đồ điện ấy là thoải mái luôn. Đó, dùng ok nhá. Đây, rất chắc chắn, có cả đèn báo luôn này. Một cái ổ này các bác cắm được cả 3 chân, 4 chân, chân dẹt luôn. Và một cái ổ này cắm được 3 ổ này. Cái ổ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là đi các bác cứ lên mã luôn giúp cho em sẽ là cái ổ điện 6.000W nhá. Ổ điện 6.000W bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho một cái ổ điện 6.000W nha. Đấy, 80.000 một chiếc thôi nhá. 80.000 một chiếc. Đá cắt thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá nhá. Đá cắt thì bên em sẽ bán lẻ theo viên, bán lẻ viên thì bán một lúc là 5 viên một thì là 30.000 nhá, tính ra vào là 6.000 một viên. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 viên như này, 5 viên đá cắt như này sẽ có giá là 30.000 này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là đá cắt đỏ nhá, 5 viên 30.000 nhá. Còn nếu các bác mua theo hộp, mua theo hộp thì một hộp như này của nó là đi 50 viên này. Đấy, 50 viên. 50 viên đá cắt nhà sẽ có giá là 220.000 và bên em sẽ bao ship cho bác luôn nếu mà khi mà các bác mua cả hộp. 220k bao ship luôn. Đấy, mua cả hộp nhá. Một hộp như này là 50 viên hàng đá cắt của Kabushi, đá cắt một tấc nhá. Đây, kích thước đây. 107 x 1.2 x 16mm này. Đấy, đá cắt của Kabushi, cắt cực kỳ ngon, ngọt ra đá, đá không bị cắt, không bị bay đá nhá. Cắt ngon lắm, cái này em bán khá nhiều này. Dùng ok. 5 viên 30.000 mua lẻ, còn mua theo hộp là 50 viên 220 bao ship quá nha. Phích cắm điện màu cam chịu tải này, phích cắm điện màu cam chịu tải cho những cái đồ dùng công suất lớn này. Các bác mua cho cái phích này về. Cái phích này hàng của thương hiệu Hinoki nhá. Hàng dòng phích cắm siêu chịu tải này, chịu tải lên đến công suất là 3.000W này. Cái phích này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10.000 một chiếc quá nhá. 10k. Các bác lên mã giúp em sẽ được phích cắm màu cam chịu tải 3.000W nhá. 10k một cái. Đó thì là 10.000 nhá, 10.000. Đó là cái phích cắm màu cam chịu tải nhá, là 10.000. Ngoài ra thì đây, lâu lâu quay bác cái mã công tắc này. Công tắc nhót nhá, công tắc nhót cũng của Hinoki luôn. Bấm cực kỳ kêu tành tạch luôn và rất là trơn tru chắc chắn. Cũng là dòng nhựa cao cấp chống cháy, chống va đập, chống vỡ này. Đấy. Con này thì nó là công tắc nhót nhá, 3 cái nhá. Bên em sẽ bán ra 3 cái một, 3 cái này bên em đang gửi bác là 20.000. Các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là mã sẽ là công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót. 3 cái công tắc nhót nha. Bên em đang gửi bác là 20.000 thôi nhá, 20.000 cho 3 cái nhá. 20.000 3 cái công tắc nhót. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái lọ cái vỉ keo nắp cam. Đấy, về để các bác dán đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ này, đồ da, nói chung là các bác dán được rất là nhiều thứ luôn. Đấy thì một vỉ này bên em hàng này hàng của Thái Lan nhá. Hàng Thái Lan này. Các bác cứ lên mã giúp cho rất là vỉ keo nắp cam. Một vỉ này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000 cho một vỉ keo nắp cam nha. Đấy, 30.000 một vỉ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Lên mã giúp xem sẽ là vỉ keo nắp cam nhá. Vỉ keo nắp cam 5 típ nhá, 5 típ. 5 típ là 30.000. Các bác mua một vỉ này về dính cả năm luôn. Đấy, 50.000 cho 3 típ keo nắp cam nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bàn chải sắt này. Các bác cứ lên mã luôn giúp em sẽ là cái bàn chải sắt nhá. Bên em đang gửi bác một cái bàn chải, cây bàn chải sắt này là 15.000 một cây. Đấy, về các bác dùng để cọ rỉ sắt này. Cọ chà những cái chỗ mà vị trí mà nó két bẩn và nó cáu bẩn vào. Con này cọ ngon lắm. Đấy, những cái vị trí cáu bẩn nó két bẩn vào các bác dùng, các bác cọ cực kỳ sạch luôn, đánh bay vết bẩn luôn nhá. Dùng thích cực kỳ. Cái cây chổi cọ sắt bên em đang gửi bác là 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ sắt hoặc là cái bàn chải sắt đều được nhá. Đấy, chổi cọ sắt, bàn chải sắt nhá. 15.000 một cây. Đây này,
Đây là những cái sợi sắt li ti ti này các bác cọ này. Đấy, thiết kế theo cái dạng tay, có cả tay cầm này, cọ dùng rất tiện luôn. 15 ngàn một cây nhá, 15k. Cứ lên mã như em sẽ được cây chổ cọ sắt, bàn chải sắt đều được, 15 ngàn một cây. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bình giữ nhiệt G2. Em về một cái lô bình giữ nhiệt này rất là xịn này, cực kỳ đẹp luôn, mà giữ nhiệt cực kỳ ngon, em đã test thực tế rồi. Giữ nóng thì khoảng tầm 10 tiếng nhá, và giữ đá thì khoảng tầm 12 tiếng, cực kỳ xịn luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Boss này. À, giữ nhiệt giữ nóng được luôn. Đấy, giữ nóng này giữ lạnh được luôn. Đấy. Chất liệu thì hoàn toàn bằng inox 316 nhá. Đấy, thiết kế rất đẹp. Đấy, thiết kế rất đẹp luôn nhá. Có phần quai đeo này, quai chắc chắn luôn này. Phần nắp này. Đấy, nắp này là vừa làm nắp vừa làm cốc luôn nhá, vừa làm nắp vừa làm cốc luôn. Các bác muốn mở thì các bác ấn vào trong, ấn vào cái nút open, nó có cái nút này. Ấn cái đó thế nó mở ra. Và các bác đổ ra, nó có cả cái phần lưới lọc trà luôn. Đấy, các bác thích pha trà vào đây, các bác cứ rót là thoải mái, không lo nó bị ra những cái bã trà đó. Và lúc nào mà các bác muốn mở hẳn nắp ra đây, các bác lấy cái này mà xoáy cái này ra cho em là xong. Đấy, đây bên trong đây rất dày chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ đẹp, nhìn nó sang trọng mà xịn, chất lượng chắc chắn lắm. Cái này em bán cho các bác chạy xe này rồi anh em ship nhiều lắm, vì họ hay mang đá các thứ đi làm ấy, mang đá hay người ta mang nước nóng đi làm ấy, rất là hay. Đấy, giữ nhiệt giữ nóng, giữ giữ nóng là em test là được 10 tiếng nhá, còn là giữ lạnh là được 12 tiếng, xịn cực kỳ luôn. Cầm một chiếc bình chắc nịch luôn quá nhá. Dung tích là 1.5 lít nhá. 1.5 lít cực kỳ xịn. Cứ lên mã cho em sẽ là cái bình giữ nhiệt G2 nhá. G2 giá của nó sẽ là 160 ngàn một cái bình này. Đấy, chỉ 160 ngàn thôi mà đẹp như thế này. Đấy, các bác tội gì các bác không mua, quá đẹp luôn. Quá chất lượng luôn. Đấy, thiết kế sang trọng chắc chắn. Mà giá thì hợp lý rồi nhá. 160k nhá, cứ lên mã nha, em sẽ là cái bình giữ nhiệt G2 nhá, 160 ngàn một cái bình này. Đó. Rồi, lên nhanh luôn các bác, đó là cái máy xay hoa quả này. Em báo giá luôn là 195 ngàn cho một cái máy xay hoa quả nha, 195 ngàn một cái. Cái con này tiện cực kỳ. Đấy, về các bác muốn ăn sinh tố này. Đấy, rồi là có những cái quả gì các bác cần cho đây, các bác xay, xay thành sinh tố, xay thành nước uống. Xay cả các bác uống cả bã luôn đấy, thì các bác cho đấy các bác xay. Đấy, xay dâu, xay ổi, rồi là sinh tố thứ rồi các bác cho đây các bác xay nhá. Đây là cái phần cối xay của nó này. Con này thì sẽ có công suất là 150W nhá, và sử dụng điện 220. Đó thì đây là cái phần lưỡi dao của nó này. Thì về các bác mở ra. Đấy, các bác cho đá này, cho hoa quả vào đây. Đấy, ví dụ như này xay dâu này. Đấy, các bác cho đây các bác xay. Và các bác lắp nó vào. Đấy, vặn treo cái nắp này vào. Đấy, và các bác cắm điện, bấm nút là máy chạy thôi, có thế thôi. Đây em cắm điện test cho bác luôn đây này. Đấy, đây cái lưỡi dao sẽ chạy luôn này. Đấy, con này 150W công suất cũng khá là khỏe đấy, thoải mái các bác xay nhuyễn luôn nhá, xay nhuyễn luôn. Đấy, về các bác sau khi mà các bác xay xong, các bác tháo rời ra. Đấy, bỏ cái phần máy ra chỗ khác này. Đấy, và cái phần này các bác có thể thành một cái chai nước để các bác thành một cái chai hoặc một cái cốc để các bác uống luôn, hoặc không thì các bác có thể chiết ra cốc khác, hoặc các bác để nguyên lại được. Và khi nào mà các bác muốn mang đi, các bác có thể đậy cái nắp này vào. Đấy, mình xách mình mang đi, quá tiện luôn này các bác nhá, tiện kỳ luôn. Đó thì cứ lên mã em sẽ là cái máy xay hoa quả nhá, máy xay sinh tố, máy xay hoa quả, máy xay hoa quả, máy xay sinh tố nhá. Đấy, xay các loại sinh tố hoa quả rất là hợp lý luôn. 195 ngàn một con này. Đấy, 195 ngàn một con này. Rất là xịn, chất lượng, chắc chắn lắm. Cầm nặng trịch luôn. Con này hàng motor lõi đồng nên cầm rất nặng nhá. 195k nhá. Máy xay sinh tố, máy xay hoa quả nhá. 195k. Sau đó tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái chảo xô lòng. Các bác cứ lên mã em xem cái chảo xô lòng nhá. Cái này thì em báo giá luôn 95 ngàn một con này. Con này xịn cực kỳ luôn. Cái này anh em dùng được ít hôm em thấy ngon quá nên em nhập về bán bác luôn. Đó. Thiết kế cực kỳ là sang trọng, rất đẹp nhá. Đấy, màu sắc rất đẹp này. Cái phần đế này thì các bác có thể sử dụng bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp đều được luôn nhá. Con này không kén bếp nhá, dùng hết các loại luôn. Bên trong thì tráng một lớp đá này. Đấy, chống dính cực kỳ ngon. Đấy, về các bác ví dụ như có những cái món nó cần nhiều dầu, các bác cho đấy các bác chiên này. Đấy, rồi ví dụ như là mình quánh bột các thứ cũng ok luôn này. Đấy, rồi sử dụng ok. Nói chung là nó sâu lòng như này thì các bác sử dụng các bác làm được khá là nhiều việc luôn nhá, rán nấu xào ở đây được hết luôn. Đấy, mà nó vừa vừa đẹp đẹp. Con này nó chắc là dung tích chắc khoảng tầm nó cũng phải được 2 lít, nó khá là to đấy. Đấy, khá là to đấy nhá. Chảo sâu lòng nhá, thì các bác cứ lên mã em sẽ là chảo sâu lòng,
95k nhá, 95k một con này. Đấy, tay cầm cán gỗ có phần móc đeo đầy đủ ngon lành luôn. 95.000, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo sâu lòng 95k, có chống dính bên trong và bên ngoài là cái phần mặt phẳng nha, để các bác có thể sử dụng và các bác xài bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được luôn nhá, không kén bếp cũng nhá. Chảo sâu lòng 95.000 một con đó nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái set bàn chải 6 cây. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set bàn chải 6 cây 40.000 cho một cái set này. Đấy, về các bác sử dụng cho gia đình này. Rồi ví dụ như đặc biệt là bác nào mà hay nhà làm nhà nghỉ khách sạn, mua cái này về cũng để trong nhà nghỉ khách sạn cũng rất đẹp luôn. Đây, đấy vì cái này nó có cả hộp này, rất đẹp luôn. Đấy, từng chiếc bàn chải một là từng một hộp như này luôn. Và đây khi mà sử dụng rút ra. Đấy, cái này em cũng có đánh rồi, lông rất mềm. Và cái phần bản lông này nó rất là to này. Đấy, bản lông rất là to, các bác sử dụng dùng rất thích luôn. Đó, dùng ok nhá. Đấy. 40.000 thôi các nhá, 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set bàn chải 6 cây. Đấy, set bàn chải 6 cây lông mềm. Dùng thích quá nhá. Đấy, lông mềm dùng thích. Mà chỉ có 40.000 thôi mà 6 cây nguyên hộp nha. Xét bàn chải 6 cây nhá, 40k. Con này cái bàn chải này lông nó rất là mềm nhá. Cái này em đã dùng rồi, lông mềm lắm. Lông mềm đánh thích lắm ạ. Đây này. Đấy, lông mềm đánh cực kỳ. Đấy, bàn chải nhìn rất là đẹp, sang trọng lịch sự này, thiết kế rất đẹp luôn. Đó, 40k nhá, 40.000 cho một cái set bàn chải 6 cây nhá. 40.000 một set nha. Bán một lúc là một hộp này luôn là 6 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em sản phẩm tiếp theo thì lên mã luôn giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi con lợn này. Các bác cứ lên mã sẽ là máy hút bụi con lợn. Con này thiết kế thì giống cái kiểu dạng con lợn con đấy. Em báo giá luôn là 410.000 một con bao ship. Con này sẽ có công suất là 1.000W nhá, 1.000W. Xịn lắm, con này hút cực kỳ ngon luôn. Hút khỏe kinh khủng luôn. 1.000W thôi các bác chứ không ít đâu. 1.000W nên là hút nó khỏe lắm. Sử dụng cho em sẽ là điện 220 nhá. Về các bác cứ cắm trực tiếp điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, hàng này hàng thiết kế và xuất khẩu sang các thị trường của châu Âu nhá, nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, bên châu Âu người ta hay hút nệm một ghế sofa một con này này. Đấy, đây trong này con này nó nhiều phụ kiện lắm ạ, nhiều phụ kiện kinh khủng luôn. Đấy, nhiều phụ kiện lắm, có cả những cái thanh nối dài các thứ này, xịn cực kỳ. Đấy, đây các đợi chút để em lắp cho bác coi. Đây con này em cắm điện test cho bác về sức mạnh này, con này khỏe cực kỳ luôn. Đây em bật máy này, thấy không, dã man luôn. Con này giá nó hơi cao chút thôi nhưng mà về các bác mua về hút bụi ga giường này, rồi hút bụi ở trong nhà gia đình nhà mình thì quá xịn luôn. Đấy, ngoài chức năng hút còn có cả thổi luôn nhá, thổi đi mặt đằng này còn hút đi ở bên này. Đi về các bác lắp vào là các bác xài thôi. Đấy, con này nó cũng dễ lắp không mà. Đấy. Ở đây có cái phần lõi lọc rác này, khi mà hút thì rác nó sẽ vào trong này. Và các bác về các bác lấy cái này ra. Đấy, các bác đổ rác ra. Đấy, các bác rũ sạch đi hoặc các bác có thể rửa sau đó phơi khô và các bác lại lắp vào và các bác xài coi nhá. Hút khỏe lắm, con này hút khỏe lắm. Đây em hướng dẫn các bác lắp luôn cái này nhá. Đấy, các bác muốn lắp cái bầu này vào thì các bác ấn cái này à. Đấy, và các bác lắp cái dưới trước này. Đấy, các bác khớp vào cái dưới trước và các bác ấn vào đây. Các bác ấn cái tay vào. Đấy là sẽ ấy vào, các bác tháo ra. Nó sẽ khớp vào và các bác tháo ra, có ấn vào đây. Đấy là sẽ mở ra, có thế thôi. Nó dễ dàng lắp không mà. Này các bác cứ lắp cho em một vài lần là sẽ quen tay nhá. Đấy, ấn vào đây, khớp vào luôn. Đấy, chặt khư luôn và các bác bắt đầu là các bác cho ống vào đây các bác hút các bác nhá. Đây con này khi mà lắp cán nó sẽ dài này, cán nó rất là dài. Đấy các bác có thể đi đưa những cái chỗ nền đất các thứ các bác hít này, ngon lành luôn đây. Em bật máy hít cho các bác coi. Đấy, có thấy không? Dây bóng hút một phát vào luôn này. Dã man luôn, khỏe kinh khủng ạ. Đây ngoài ra đây có rất nhiều những cái phụ kiện khác này. Đấy, ví dụ như cái thanh này, thanh nối dài này. Đó, để các bác hút sàn nhà các thứ này. Đấy, nó có cả phần bàn chải này. Còn ví dụ như cái vị trí ngóc ngách thì các bác lắp xem cái dây lò xo này vào để các bác uốn nhức những cái chỗ vị trí khó các bác luồn vào các bác hút này. Đấy, rất ok. Thì các bác chỉ việc cắm vào cái lỗ này thôi. Đấy, cắm vào cái lỗ này các bác hút thôi. Đấy, nó sẽ khớp vào lỗ. Đây cả một cái đầu này. Đấy, cái đầu để các bác vuốt những chỗ vị trí khó này, các bác vuốt vào các bác hút này. Đấy, rồi là những cái đầu khe này. Đấy, đầu khe, đầu hút khe các thứ là đầy đủ luôn. Một bộ của nó nhiều lắm. Cái này nhiều phụ kiện dã man các bạn. Đấy. Và cả một cái phần đuôi này. Phần đuôi này các bác mở cái này ra cho. Mở cái này ra. Đấy, con này thì lúc mới dùng thì nó hơi khó dùng nhưng mà về các bác dùng quen rồi thì em thấy dùng là quá ok đấy. Các bác muốn chuyển sang chế độ thổi thì các bác lắp cho em cái đít này vào này. Đấy, nó có đít, nó có cái hốm này.
Sau đó các bác lắp trong cái này vào. Đấy, và các bác view như các bác muốn thổi cái gì đó thì các bác lắp trong cái đầu thổi này vào. Đấy, nó sẽ có đầu thổi, các loại đầu thổi luôn nhá. Nó có đầu to, đầu nhỏ, đầu thổi phao, đầu thổi bóng bay, rồi là bóng biếc các thứ rồi. Đấy, đầy đủ luôn. Đây những cái đầu thổi này. Đấy, các bác lắp vào các bác thổi con này thổi cũng khỏe lắm. Vừa thổi vừa hút luôn, dã man. Đây. Đấy, thổi cho bác coi nhá. Đây. Em cắm điện thổi cho bác coi. Đấy, coi như là. Đấy, thổi khỏe lắm các nhá. Thổi khỏe, hút khỏe. Đấy. Dã man luôn. Các bác phải tắt máy đi thì virus ra được, chứ còn các bác đang bật máy thì không thể ấy là lục luôn, dã man. Nó hút rất là khỏe luôn. Đấy, hút khỏe, thổi khỏe nhá. Và đầy đủ phụ kiện, rất nhiều phụ kiện đi kèm bác luôn. Và giá thì chỉ có 410.000 một con này thôi. 410.000 một con, bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là cái máy thổi hút bụi con lợn nhá. Dùng điện 220, công suất là 1.000W nhá, 1.000W. Đó. 410k một con, bao ship tận nhà luôn. Cứ lên mã thì em sẽ là máy thổi hút bụi con lợn nhá. 410k nhá, bao ship tận nhà. Nồi lẩu nướng này. Nồi vừa lẩu vừa nướng luôn nhá, rất là hay. Đấy, cái này nó có ăn một lúc là hai kiểu luôn. Các bác thích nướng có nướng, các bác thích lẩu có lẩu luôn nhá. Đó. Con này thì hàng là hàng nội địa Trung, hàng nội địa của Trung Quốc luôn nhá, nhưng mà rất là xịn chắc chắn. Đây. Hãng của nó đây. Trang Hùng này. Đó. Ở đây sẽ có là hai cái công tắc nhá, một cái công tắc chỉnh cái mặt nướng bên này và một cái công tắc nó chỉnh cái nồi lẩu bên trong có nhá. Đó thì các bác ăn nướng thì các bác nướng bên ngoài, ăn lẩu thì các bác chế nước ở bên trong các bác ăn, có thế thôi. Vung đi kèm này. Đó. Cái này là cái hũ để dầu thừa các bác cho vào đây. Rắc nguồn. Rồi nắp quay vung cái này về các bác lắp vào giúp em là xong nhá. Đó có thế thôi. Giấy đã sử dụng hàng nội địa Trung này thì yên tâm sử dụng rồi. Hàng này bên em bảo hành cho bác luôn. Đó. Hàng nội địa Trung thì xịn lắm. Yên tâm về chất lượng đi. Đấy, mã quy giờ mã vạch đều hết luôn nhá. Báo giá bác luôn. Cái nồi lẩu nướng nha, vừa lẩu vừa nướng nhá, vừa lẩu vừa nướng nha thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 450.000. Đấy, nhiều bác thích ăn lẩu này, nhiều bác thích ăn nướng này, đôi khi là cứ phải hai nồi. Nhưng mà các bác mua một cái nồi này là được chọn hai món luôn, vừa lẩu vừa nướng luôn. Là 450.000 một cái nhá, 450.000 cái, bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy. Vừa lẩu vừa nướng nhá, xịn cực kỳ luôn. Đó, chất lượng. Đây này, cái mặt này là được toàn bộ được tráng đá chống dính này, nên là các bác cứ dính thoải mái, không lo dính trước các bác nhá. Có thì giá của nó sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Cái lên mã thì em sẽ là nồi lẩu nướng, hàng của nó thì mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, mới nguyên hộp luôn là 450k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái lọ keo vá tường này. Đấy, để bắt đầu các bác về cái dịp cuối năm này. Đấy, tường trước các bác nhà các bác muốn sơn lại này, rồi là tu sửa lại thì nó hay bị lỗ liếc các thứ thì các bác mua cho em cái lọ này về nhá. Một cái lọ này là được 250g, được rất là nhiều đấy. Đấy, nó là dạng keo nhá, dạng keo, nó không phải là dạng xi măng đâu ạ, nó là dạng keo nên là khi mà các bác sử dụng nó khô rất là nhanh và dùng xong nó rất là cứng mà nó rất là bền, chống thấm tốt nhá. Đấy, không lo nó bị bong chóc nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, thì về các bác bóc cho em cái lớp này ra. Đấy, sau đó các bác lắp cái vòi vào. Bên em sẽ gửi kèm cho bác một cái đầu vòi như này này. Đấy, một cái đầu vòi nha. Về các bác lắp cái vòi này vào và các bác bơm vào những cái lỗ mà nó bị thủng nhá. Đấy, những cái lỗ nó bị thủng là các bác xài thôi. Cái này thì và giá vẫn bên em vẫn đang bình ổn bác là đi 30.000 một típ thôi nhá. Đó thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ keo vá tường. Đấy, lọ keo vá tường 250g được rất là nhiều luôn. 30k nhá, 30k cho một típ keo vá tường này. Cái đợt trước đang bán nó hết hàng, đợt này nó bắt đầu nó lại có hàng về này. Đấy, các bác tranh thủ bác nào cần dùng thì sắm luôn nhá. Đây. Các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Con này dùng hay lắm. Thì nó bị bung tường và để lại các lỗ khá là xấu anh em ạ. Nên mình đã tìm cách để xử lý, không thì chủ nhà phạt đấy. Và thật may khi mình tìm được em keo vá tường này, rất đơn giản, anh em chỉ cần bóp keo ra và đắp vào vị trí mà anh em muốn che đi, rồi dùng miếng nhựa đi kèm để thể hiện trình độ thợ hồ thợ xây của anh em là xong. Và sau khoảng một ngày thì keo sẽ khô và nhìn cũng khá là ổn so với lớp sơn nguyên bản. Và một tuyếp này cũng rất rẻ, chỉ 20-30 thôi mà vá được rất là nhiều. Ban đầu mình sợ ít nên mua 2 tuyếp cơ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, vá rất là ngon luôn. Có những cái lỗ này, những cái chỗ nó tường nó lở, các bác mua về các góc vá vào dùng cực kỳ hay mà rất là dính luôn, mà dính nó khô xong nó dính rất là bền nhá. 30.000 nữa một típ này con nhá. Một típ này là 250g, dùng được nhiều lắm. Đó, mua một vài típ về các bác xài sử dụng, tu sửa nhà cửa, lỗ đinh lỗ các thứ các bác chít vào, các bác phủ đi phẳng đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái set 3 lọ gia vị bằng nhựa này. Đấy, em báo giá luôn là 60.000 cho một cái bộ này, 3 lọ gia vị bằng nhựa. Đấy, con này thì hàng nhựa nhưng mà nó là nhựa cao cấp nhá. Đây này. Đấy, nhựa công ty nhựa Châu Hưng này, hàng này là hàng của Việt Nam nhá.
Hiwa đấy, hàng Việt Nam. Nhựa này là nhựa cao cấp, dòng nhựa polit cao cấp luôn, dùng cực kỳ xịn, chắc chắn, dày lắm. Đây, đấy bác xem, dày cực kỳ luôn các bác nhá, dày dã man luôn này. Đó, bên trong là có kèm cả một cái thìa cho bác luôn, về các bác dùng để đựng gia vị nhá. Đấy, về các bác dùng để đựng gia vị, dùng cực kỳ ngon. Đây, đấy, về các bác dùng đựng gia vị. Đấy, về các bác lắp cái này vào này. Đó, sau đó các bác cầm, các bác ấn cái là nó sẽ ra. Đấy, và các bác dùng gia vị, các bác lấy này, các bác múc ra có thế thôi, rất ok nhá. Đây này, rất là tiện này. Đấy, lúc nào mà không dùng nữa là các bác lại ấy, đậy nó vào, còn ấy thì các bác ấn tay cái nó mở lên có thế thôi. Đấy, về các bác đựng gia vị một set này, các bác đựng thoải mái luôn. Đấy, đường, mì chính, mắm muối, hạt nêm này các bác đựng lên ok. Đấy, set 3 lọ gia vị bằng nhựa nhá. Đấy, hàng của Hiwa, của công ty nhựa Châu Hưng này. Đấy, công ty rất là nổi tiếng, chuyên về đồ nhựa, rất là xịn luôn. 60.000 thôi nhá, 60.000 cho một cái set 3 lọ gia vị bằng nhựa này. Đấy, lên mã em sẽ là set 3 lọ gia vị bằng nhựa, 60.000 một set nhá, là 3 lọ. Giá rất hạt rẻ bình dân mà rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng lịch sự, đi kèm cả cái đế luôn này. Đấy, có cả cái đế nhựa này các bác để luôn, nhìn rất là đẹp nhá. Đó, 60.000 nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái vỉ dao 8 cây nhá, vỉ dao. Alo. Đó thì lên luôn cho bác, đó là cái vỉ dao 12 cây nhá. Em báo giá nhanh, báo giá hạt rẻ bác dễ mua. Cái giá này là giá thanh lý cửa hàng này. 40.000 cho một cái vỉ này. Đấy, nó 12 cây dao luôn. 40.000 về các bác dùng để gọt hoa quả này, rồi là dùng những cái việc nhỏ nhỏ lặt vặt, nhặt rau nhặt cỏ này, gọt hoa quả các thứ là rất ok. Đấy, một vỉ này là 12 cây luôn. Nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy, mua về các bác chia nhau dùng hoặc là mua về mình xài dần cũng được, ok. Đấy, các bác nào hay bán hoa quả các thứ là các bác hay bổ ra. Đó, mua về xài sử dụng quá ok luôn. Một vỉ này 12 cây chỉ có 40.000 thôi. Giá quá bình dân luôn nhá. Đấy, hàng rất là xịn, chắc chắn có nhá. Vỉ dao 12 cây nhá, 40.000 một vỉ đây quá nhá. Đấy, 40.000 vỉ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái cặp lồng ủ cháo này. Các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái cặp lồng ủ cháo nhá. Em báo giá luôn là 60.000 một cái cặp lồng nha. Con này hàng của thương hiệu bia. Đấy, bia này thì cái thương hiệu rất là nổi tiếng này. Cái cặp lồng sẽ có dung tích là 530ml. Đấy, các bác nào mà hay muốn giữ nóng cho đồ ăn, thức ăn của nhà mình này. Đấy, rồi ví dụ như là ủ cháo này, ủ cháo cho các bé này, cũng ok luôn, dùng tiện cực kỳ, thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó, nó sẽ có một cái nắp trên này để đựng thìa các thứ này. Đấy, thìa các thứ này, và cái nắp ở dưới đây các bác xoáy cho em, có cả phần quai đeo này. Đấy, xoáy ra su 304 nhá. Đấy, chất liệu là inox 304, của nó sẽ hàng hai lớp nhá, lớp inox bên trong, một lớp nhựa bên ngoài, và bên phía ở mặt giữa thì nó sẽ hút trên không, nên là nó sẽ có cái công dụng là giữ được nhiệt nhá. Đấy, giữ nhiệt ủ cháo, ủ cơm các thứ vào đây rất là tiện nhá. Đấy, bình nhỏ nhỏ xinh xinh này, đấy, hình con gấu rất đẹp nhá. Cứ lên mã anh em sẽ cái cặp lồng giữ nhiệt ủ cháo nhá. Đấy, cặp lồng giữ nhiệt ủ cháo 60.000 một cái cặp lồng nha, 530ml nhá. Đấy, 530ml dùng cực kỳ hay. Đấy, về các bác ủ cháo, ủ cơm, giữ nhiệt thức ăn vào đây. Đấy, cho thức ăn về các bác giữ nhiệt, giữ nóng cho thức ăn, ăn nó sẽ ngon hơn, ok nhá. 530ml, 60.000 một cái này. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái máy vắt cam tự động này. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Cái này sẽ có dung tích là 0,7 lít này, công suất của nó sẽ là 45W nhá. Hàng này thì làm theo cái tiêu chuẩn và công nghệ của Đức này, Germany này. Đấy, Germany, nên yên tâm dùng rất là xịn. Của thương hiệu Cooking này. Đấy, Cooking House. Hàng rất là xịn nha, hàng xịn chắc chắn lắm. Đây, để em khui hộp cho bác coi luôn. Đó, cái này thì về các bác cứ dùng trực tiếp điện 220 cho em thôi là ok. Đấy, nó thiết kế chắc chắn lắm. Trong này sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng này, hàng mới nguyên hộp này. Đấy, đây con máy vắt cam. Con này thì dễ dùng cực kỳ luôn đúng không ạ? Dễ dùng lắm, cái này thì em đang dùng một con. Đó, Cooking House này. Về để các bác lấy ra, mở lấy cái nắp này ra. Sau đó các bác cắm điện vào và các bác cứ ấn xuống. Cứ ấn xuống là máy sẽ chạy đây. Để cắm thử với bác luôn. Đây các bác không cần phải bật gì cả, con này tự động. Các bác ấn xuống là máy chạy này. Đấy, thấy không? Cứ ấn cái trái cam xuống là nó sẽ chạy và nó sẽ có cả chế độ đảo chiều luôn. Đấy. Đấy, nó sẽ có cả chế độ đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, đây này con nhìn này, có cả đảo chiều luôn nhá. Đó, thấy không? Có cả đảo chiều luôn.
dung tích là 700ml, đựng được rất là nhiều nước luôn. Đó. Thì khi mà vắt xong thì cái nước cam nó sẽ chảy xuống và ở đây sẽ có phần lưới lọc này, thì nó sẽ chặn lại những cái hạt các thứ rồi, những cái hạt rồi những cái tép cam rồi nó sẽ chặn lại đây. Còn nước nó sẽ dốc ở đây. Và các bác chỉ việc lấy ra, các bác đổ nó cốc, các bác uống, và các bác uống trực tiếp đây được. Đấy, và lúc nào vệ sinh thì bác chỉ việc cầm nhai các bác vệ sinh thôi. Còn cái phần trục máy là các bác cứ cất đi là xong, lau khô thì là ok. Đấy, còn khi mà dùng thì các bác cứ cho cái cắt đôi của cam úp vào trong. Đó, ấn dùng cái là bắt đầu là máy nó chạy thôi. Đấy, các bác cứ lắp nó khớp vào. Đấy, cứ đây này, các bác nhìn này, cứ úp cam nó bắt đầu là máy chạy khỏe lắm. Con này cái mô men xoắn nó cực kỳ khỏe luôn. Đấy, hàng rất là chắc chắn chất lượng. Và giá nó chỉ có 170.000 thôi. Đấy, bác nào mà thích uống nước cam, mua con này về vắt là cực kỳ tiện nhá. Đấy, toàn bộ là bằng tự động luôn, không cần lấy tay tiếc gì. Chỉ việc úp cam vào đây cái là máy nó chạy có thế thôi nhá. 170.000 nhá. Hàng của Đức quá nhá. Gạc Mani này, Cooking House nhá, máy vắt cam tự động 170k, dung tích 0,7 lít và công suất là 45W thôi nhá. Thì lên luôn cho bác đó là cái đèn D6, một cái mã đèn mới bên em cũng vừa về xong. Báo giá bác luôn 70.000 cái đèn này, giá siêu hạt rẻ luôn. Cứ lên mã nha, sẽ là đèn D6 hộp xanh nhá, đèn D6 hộp xanh là 70.000 một cái đèn nha. Một cái đèn này thì sẽ gồm có là nó sẽ nguyên hộp nha các bác nhá, nguyên hộp nha, rất chắc chắn, chất lượng, đóng gói rất ok. Sẽ gồm có là một thân đèn này. Đấy, một thân đèn đi kèm cho bác là một viên pin 18650 đây. Đấy, để em lấy cho bác coi, một viên pin 650 này, một thân đèn và có đi kèm cho bác là một cái cục sạc pin. Đấy, một cục sạc pin bình thường là các bác mua nguyên cái cục sạc pin ở ngoài thị trường ấy, nếu mà một cái cục sạc một này thì giá nó cũng phải rơi khoảng tầm là đi 4-5 ngàn một cái cục sạc pin 18650 này rồi. Đấy, thì các bác mua cả bộ là cả sạc, cả pin, cả đèn luôn mà giá nó chỉ có là 70.000 thôi, giá nó siêu hạt rẻ luôn. Bên em bán cho bác cái mức giá này để các bác rất là dễ mua rồi. Đấy, đèn D6 nhá, lên mã nhá, sẽ là đèn D6 hộp xanh 70.000 một cái đèn D6 hộp xanh này. Đấy, đèn D6 nhá, đèn D6 hộp xanh là 70k. Đấy, thì về thì các bác sử dụng được, các bác tháo cho nắp đít ra này. Đấy, lắp cho em viên pin vào, cho cái đầu dương vào trước nhá, cho cái đầu dương này vào trước này. Đấy, cho đầu dương vào trước đó, sau đó các bác đậy nó vào. Đó, đậy nó vào và các bác xài, các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác nào mà thích cái sự nhỏ gọn, tiện lợi, đấy các bác mua cho em cái con đèn này. Đấy, rất nhiều chế độ sáng luôn này. Một này. Đấy, sáng nhất này, sáng vừa này. Sáng vừa nữa này, sáng nháy cảnh báo SOS này. Đấy, rất ok luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. Và nó rất là nhỏ, nó chỉ vừa vào cái bàn tay nha. Đấy, nó rơi khoảng tầm là đi con này chắc nó rơi vào tầm chắc khoảng tầm 15 phân. Nó cũng khá là nhỏ gọn. Đấy, và nó có cả cái chế độ chỉnh pha nhá. Đấy, các bác muốn sáng nó tập trung, sáng nó xa thì các bác chụm cái pha này nó vào. Đấy, còn nếu các bác muốn mà sáng nó rộng ra, ánh sáng rộng ra thì các bác rút cái điều chỉnh cái phần khớp nối này. Đấy, nó có cái khớp nối này, các bác cứ kéo ra rút vào thì nó sẽ điều chỉnh nhá. Đấy, rộng ra sáng vào các bác điều chỉnh cho em cái pha này. Còn nếu mà mỗi lần các bác muốn sạc pin thì các bác tháo cho nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp này ra, bác lắp pin vào đây. Đó, lắp cho em đúng đầu nhá, đầu dương và dương âm âm lên nó có biểu tượng này, lắp đúng đầu vào đấy nó sẽ báo đèn này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc nhau thôi. Đấy, nên là em bảo sao là, nên em vừa nãy em nói các bác là bảo sao là mua nguyên cái đèn này mà các bác mua nguyên cái sạc mà nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn nếu mà bình thường các bác mua ấy. Đấy, còn đây khi mà mua thì nó sẽ có kèm luôn các bác cả sạc luôn, là nguyên cái sạc đã rơi khoảng tầm 40.000 rồi, tính ra 30.000 cái đèn này nó quá là rẻ ạ. Đấy, quá là rẻ luôn. Đấy, và đấy thì bên em bán cả bộ này là 70.000, là bao gồm là một thân đèn, một pin 18650 nhá và một sạc pin 8650, thì một bộ này là 70.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh. Đó, 70k một bộ này. Và ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm pin 18650 ấy, muốn mua thêm cái viên pin để các bác dự phòng cho cái đèn này thì bên em đang bán cho bác một viên pin như này với mức giá là 20.000 một viên nhá, 20.000 một viên nếu mà các bác muốn mua thêm. Còn nếu mà trong này nó có sẵn pin rồi thì các bác dùng ít thì mình có thể dùng một viên lại được. Còn nếu mà các bác nào dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên pin dự phòng nha, thì sẽ có giá là 20k nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái pin 18650. Đấy, để các bác mua về dự phòng cho cái đèn này thì là 20.000 một viên. Còn nếu mà mua nguyên đèn thì là 70.000 và trong đèn là sẽ có sẵn pin rồi. Đấy là 70.000. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh 70.000, bao gồm là cả thân đèn, cả pin, cả sạc luôn là 70.000, chọn bộ luôn các bác nhá, chọn bộ luôn là 70k. Nói chung là bác nào thích cái sự nhỏ gọn này, tiện dụng này, mang đi du lịch này, đi công tác này, đi chơi này, sử dụng ở nhà này, hoặc là ví dụ các bác bảo vệ này,
hoặc là các bác hay đi soi xét ví dụ là những cái đồ cổ các thứ rồi ấy. Rồi là ví dụ xem đồ xem đạc giờ cần những cái con đèn nó nhỏ gọn đấy các bạn, để các bác soi những cái chỗ nhỏ nhỏ thôi đấy, các bác mua cho con đèn này rất là tiện dụng luôn đó, rất tiện dụng luôn. 70k nhá, đèn D6, hộp xanh 70k một bộ. Đầu tiên thì đây hôm nay bên shop về một cái lô quạt rất là hay, đó là cái quạt quạt cốc tích điện nhá, các bác cứ lên mạng cho em sẽ là cái quạt cốc tích điện, nó là dạng nhỏ nhỏ mini các bạn, nhưng mà rất mát nhá, rất mát. Đây em sẽ đo các bác về kích thước này, con này nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là mát nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 4 cánh, cánh bằng thép, lồng bằng thép luôn, sử dụng pin sẽ là pin chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Đấy, hàng 10 sao pin ngon lành chất lượng. Đây chiều cao của nó sẽ là 32 này, phần đường kính lồng của nó sẽ rơi vào là 22 cm nhá, 22 cm. Đấy, cũng cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng rất là mát luôn. Đấy, đây công tắc đây các bác cứ bật lên là quạt chạy thôi. Đấy, quạt chạy cực kỳ mát luôn, cái tầm mát nó cũng rất là xa nhá. Đấy, tầm mát rất là xa, em báo giá luôn này, 330.000 một chiếc quạt này, em bao ship cho bác luôn, sẽ gồm có cho bác là một thân quạt này. Đấy, một thân quạt, đây là thân quạt này. Đấy, thân quạt sử dụng motor là motor 775 không chổi than nhá, rất bền êm. Cái dòng không chổi than này các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy, rất là bền mà nó chạy nó rất là êm và khỏe. Và thứ hai là pin của nhá, pin. Đấy, hàng pin to nhá, pin 10 cell luôn, rất chất lượng. Pin 10 cell thì dung lượng nó thoải mái các bác xài khoảng tầm 5-6 tiếng liên tục thoải mái luôn. Đấy, rất ok. Đây, đấy các bác lắp pin vào là xài thôi. Còn ví dụ như là nhà các bác nào mà có pin, mình có cái chân pin Makita về các bác xài luôn. Đấy, vì nó chân là chân pin phổ thông. Còn bên em bán là bán cả bộ nhá, các bác không bán lẻ nhá. Nếu mà với một cái mức giá mà 330.000 như này thì các bác thấy nó giá quá là tốt luôn. Vì bình thường ấy, các bác mua một quả pin ngoài thị trường ấy, một quả pin như thế này này, một quả pin như này này, các bác đã, nếu mà các bác mang đi đóng ấy, nó phải rơi khoảng tầm 500-600 rồi. Đấy, bên em về đây bác, cái quạt này giá nó rất là tốt luôn. Cả quạt cả pin mà nó chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Quạt thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Các bác nghe tiếng này, chạy phà luôn, mát lắm. Đấy, mát cực kỳ. Đấy, đi dùng trong trường hợp ví dụ như là mất điện, mất đóm này. Đấy, thì các bác có cái quạt các bác dự phòng này, quạt phe phẩy cho nó đỡ nóng nảy này. Thứ hai là đi chơi, đi du lịch này. Đấy, đi cắm trại picnic này, mình mang theo, nó rất là nhỏ gọn lắm nhá, rất là nhỏ gọn thôi, mình mang theo nó rất là ok. Đấy, mang theo mình có cái mang theo, mình phe phẩy cũng rất là mát. Có nhìn này. Đây, có nhìn này. Đấy, thấy không? Quạt thổi phà luôn này. Đây. Đấy, quạt thổi phà luôn này. Đây. Đấy, rất ok luôn. Rất là tiện dụng nhá, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà khỏe quá. 330.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Đây này, em bật quạt cho bác coi này, đây này. Cái chỗ giấy kia nó bay phà luôn này, mà cũng khoảng cách rất là xa, các bạn thấy không? Đấy, đây có thấy không? Đây em đang bật quạt đấy nhá. Đây em đang bật quạt. Nó về khoảng cách từ cái chỗ em bật ra chỗ đấy khá là xa này. Đấy, đây không? Mà cái giấy nó bay phấp phới luôn này. Đây có nhìn này. Đấy, đây không? Cái giấy bay phấp phới luôn này. Đó, rất là ok nhá. Rất là mát luôn đấy. Đấy, nó cái tầm mát mát rộng mát sao nhá. Đấy, thì các bác biết là cái quạt nó khỏe nào rồi. Đó. 330.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn. Quạt rất là mát luôn, rất ok luôn. Đó. Quạt tích điện nhá, lên mã cho em xem cái quạt cốc tích điện nhá. Quạt cốc tích điện 330k một cái, đã bao gồm cả quạt cả pin luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bát úp mì. 30.000 một bát nhá. 30.000 một cái bát úp mì nha. Đấy. 30.000 một cái bát úp mì rất là hay. Về các bác chuyên dùng thì các bác úp mì. Đấy, úp mì, úp nước các thứ rồi. Các bác pha mì vào đây nhá. 30k một cái bát nha. Đấy, pha mì hoặc là các bác đựng canh, đựng riêu thứ vào đây. Nó khá là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có là một cái thân này, đi kèm là một cái nắp này. Đấy, nắp đậy rất là kín luôn. Đấy, đây các nhìn này, nắp đậy rất là kín. Đây. Đấy, các bác phải thoải mái không reo luôn này. Nắp đậy cực kỳ kín luôn nhá. Đấy, và đây nó có cả cái phần cái quai cầm của các bác rút ra rút vào nó dễ này. Đấy, các bác đựng những cái đồ nóng ở đây này. Đấy, đồ nóng ở đây hoặc các bác úp mì. Đấy, cho cái vắt mì, gói mì đây. Đấy, các bác úp mì các bác ăn rất tiện dụng luôn, nhỏ gọn xinh xắn. Đó, hoặc là ví dụ như là mình có những cái đồ ăn các bác cần bảo quản mà muốn đậy vào cho nó đỡ những cái con các thứ là nó bô vào thì các bác lấy này, các bác đậy vào ok. Nói chung là đựng đồ ăn nước uống rất sạch sẽ ok luôn. Rồi đó úp mì nhá, úp mì rất là tiện luôn. 30.000 thôi. Bên vỏ ngoài, bên ngoài thì sẽ là nhựa AMS cao cấp, bên trong thì là inox 3x4. Đấy, bóng sáng đẹp luôn, chất lượng. Đây là phần nắp vung này. Ok luôn. 30k nhá, 30k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bát úp mì nhá. 30.000 một cái bát úp mì này.
Con này dung tích chắc là khoảng tầm nửa lít nhá, khoảng tầm 500ml. Đấy, nửa lít nó khá là to đấy. Thoải mái các bác xài luôn. Đá đúc mì nhá. 30.000 một cái. Đấy 30.000 một cái, đẹp chất lượng, chắc chắn lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp đựng nhang muỗi này. Lên mã em sẽ cái hộp đựng nhang muỗi nhá. Đấy hộp đựng nhang muỗi đốt hương muỗi. Đấy, báo giá bác luôn là 30.000 một cái hộp này. Lên mã em sẽ cái hộp đốt hương muỗi. Đấy 30.000 một cái hộp này các nhá. Về bình thường là các bác hay xài những cái hương muỗi vòng ấy các thứ đó. Các bác hay dùng cái giá của nó hoặc các bác đốt vào những cái dụng cụ ấy. Thì ví dụ như thứ nhất là để nhiều khi là để những cái chỗ góc khuất mà ví dụ các bác hoặc là có người đi vào đấy hoặc là trẻ con đi vào đấy, chẳng may là chúng nó có đá vào đấy, thứ nhất là nó bắn tung tóe những cái tàn ra này, rồi là chẳng may là có dẫm vào đấy, rồi là nó ví dụ như là nó bị văng ra, nó gây cháy nổ đấy, gây cháy nổ nhà cửa rất là nguy hiểm đấy. Thì các bác mua trong cái bộ này về đấy, thì nó sẽ có là một cái hộp đựng như này. Ở trong này thì nó sẽ có là một cái khay tròn như này đấy, và một cái giá trông nha. Đấy các bác để cái nhang muỗi đây thì nó sẽ đỡ lên trên này, và các bác đốt này không sợ nó bị tắt này, và một cái nắp đậy các bác đậy này cho đấy, rất là kín ok luôn. Và ở đây nó có những cái lỗ thì hương muỗi nó sẽ thoát lên đấy, cái hương muỗi khói muỗi nó sẽ bay lên thoát lên qua những cái lỗ này nhá, rất là ok đấy. Và lúc nào mà đầy tàn thì các bác mang là các bác đổ, thế là xong, đậy rất là kín luôn đấy. Mình để vào những cái chỗ ấy, không lo ví dụ nhà trẻ con cái thứ là không lo đá vào này đấy, tàn tiếc các thứ là nó không bị bắn ra, không bị bẩn nhà này. Rồi thứ hai là những cái tàn lửa là nó không va chạm vào những cái đồ vật dễ gây cháy nổ nhá, gây nguy hiểm, rất là ok, an toàn sử dụng này, mà rất là thẩm mỹ và đẹp luôn đó. Inox 34 nhá, rất xịn sò luôn. Nó chỉ có 30.000 thôi, mua về sử dụng. Các bác chuyên dùng để đốt nhang muỗi nhá, đấy chuyên dùng để đốt nhang muỗi vòng ấy, 30.000 một cái bộ này. 30.000 mua về sử dụng cho em, rất hay đấy các bác cùng xem về sản phẩm này. Nhà bạn đỡ muỗi hơn rất là nhiều. Từ khi mà mình sắm cái hộp đựng nhang muỗi này về á, thì phải nói là cực kỳ an toàn và tiện lợi luôn. Được cái á, là cái hộp nhang muỗi này nó có nắp đậy, nên là không có còn tình trạng dậm lên để văng những cái tàn ra ngoài nha. Đặc biệt là bên trong cái hộp nó còn có thêm được một cái miếng lưới để mà mình có thể đặt cái miếng nhang muỗi cố định ở bên trong, mà không có còn lo cái việc bị cháy đồ đạc nữa, và cũng không có còn lo khi dậm lên mà bị phỏng chân nữa ha. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới giỏ hàng cho các bạn nha. Chỉ có 20... thiết kế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm 30k nhá, 30k một cái hộp mà đựng đốt nhang muỗi này. Đấy, một cái hộp đựng đốt nhang muỗi nhá, nên mã sẽ cái hộp đựng đốt nhang muỗi 30k một cái hộp nha. Đấy, 30k một cái bộ hộp nha. Về các bác cứ đốt nhang muỗi các bác để vào đấy, không lo nó bị văng tàn này, không lo trẻ con các thứ nó đá vào đấy, rồi ví dụ như là những cái tàn lửa thứ nó bay ra gây cháy nổ nguy hiểm nhá. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. 30k bộ rất là hay đấy. Nói chung là nhà bác nào hay xài hương muỗi nên có cái bộ này nhá, dùng rất ok luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bản lề không khoét lỗ này. Đấy, bản lề giảm chấn nhé, các bác cứ lên mạng em xem cái bản lề giảm chấn hoặc là bản lề không khoét lỗ được. Giá của nó thì bên em sẽ bán một lúc là một đôi. Đấy, một đôi này sẽ gồm có hai cái nha. Giá của nó sẽ là 30.000 một đôi thôi. Đấy, 30.000 một cái đôi bản lề hai cái nha các bác nhá. Đấy, hai cái bản lề giảm chấn nhá, không khoét lỗ nhá. Cái con này về các bác không cần khoét lỗ, bình thường là những cái dòng bản lề truyền thống ấy, là các bác mua về xài là các bác muốn lắp đặt ấy, là các bác phải khoét lỗ ra. Đấy, thứ nhất là mất công, và thứ hai là khoét lỗ lâu ngày là nó mọt miếng thứ mối mọt này. Đấy, gây ảnh hưởng đến phần nội thất các thứ, phần đồ gỗ các thứ nhá. Đấy, thì các bác mua này về không cần phải khoét lỗ nước gì, về các bác chỉ việc bắt vít vào sau đó các bác xài thôi. Mà cái con này là nó có cái chế độ chức năng là giảm chấn, tức là nó đóng từ từ. Nó bình thường là các bác những cái bản lề kia nó đóng sầm cái, là ví dụ như những cái cửa kính thứ là nó, thứ nhất là nó rung chấn nó gây vỡ kính này, rồi là nó làm tiếng kêu tiếng đập, nó gây nó nói chung là nó hơi bị mất cái sự gì đi, thì các bác mua cái này về. Đấy, thì các bác nó thứ nhất là giảm chấn, mà thứ hai là không phải khoét lỗ. Đấy, nói chung là toàn ưu điểm thôi. Bản lề giảm chấn nhá, các bác cứ lên mã sẽ là bản lề giảm chấn không cần khoét lỗ nhá. Về chỉ việc bắt vít vào là xài. Hai cái nhá, bên em sẽ bán ở combo là một lúc là hai cái, là một đôi nha, là 30.000. Đấy, về các bác lắp vào những phần cửa tủ bếp này, rồi là cánh tủ này. Đấy, cánh tủ quần áo, rồi là cánh tủ kệ tivi thứ rồi. Đấy, những cái phần cánh tủ dạng nhỏ nhỏ là rất ok. Đấy, tủ bếp, tủ quần áo các thứ rồi, những cái tủ nhỏ nhỏ giờ là rất ok luôn. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ nhá. Bán một lúc là một đôi, là hai cái, 30.000 một đôi nha. Đấy, 30.000 một đôi hai cái không nhá. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ. Đấy, các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Đấy, các bác cùng coi này. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không khuyết lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu, bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản, anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong.
đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ, vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ, anh chị khỏi phải lo nghĩ. Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều chương đấy, trình ưu đãi về sản phẩm nữa nhé. Đấy, rất là nhiều chức năng luôn. Như hiện nay, thỉnh thoảng lỡ tay đóng cái cửa và giật hết cả mình các bác ạ. Em mà biết cái bản lề giảm chấn này sớm hơn thì em đưa ngay cho mấy bác làm tủ cho em. Công nhận bây giờ mấy bác kỹ thuật hay thật. Cái bản lề này không cần khoan đục lỗ gì cả. Bác có mấy cái vít ở xong mà nó đóng cửa êm gì đâu. Mấy bác làm tủ thì mua ngay về lắp đi nhé. Em đảm bảo là khách nào cũng yêu luôn đấy. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì bên em sẽ bán theo một lúc là một đôi nhá, một đôi là hai cái, giá của nó sẽ là 30.000. Lên mã em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá, bản lề giảm chấn không khoét lỗ nhá, hai cái 30.000, là tức là một đôi đấy, hai cái 30.000. Vâng, tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mới, hàng bên em vừa về xong nhá, rất nhiều những mã hàng mới luôn này. Đấy, ví dụ như là có cái khay để trứng này, đấy, rồi là mũ chống nắng nhá, đang bắt đầu vào mùa hè này, rất nhiều bác hỏi mũ chống nắng này, dây dây khò ga nhá, rất là hay luôn. Đấy, tí em sẽ view trực tiếp, rồi là một số cái mã hàng bản lề chữ K, bản lề chữ L này. Đấy, rồi rất nhiều mã hàng mới nhá. Đấy, thì các bác cùng đón xem video. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nữa em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ với em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Ưng cái mã sản phẩm nào thì cứ vui lòng điện trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang gắn trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp nhé để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đi vào cái những cái mã hàng mới thì đây, cái ổ gập ấy thì bữa trước thì em đang bán này hết hàng, thì hôm nay em thông báo là bên em tiếp tục lại về hàng nhá, và vẫn giá cũ cho bác luôn. Đó là 20.000 một cái ổ gập nha. 20.000 một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập này. Đấy, ổ gập. Ổ cắm gập nhá, 20k một cái. Con này thì hàng của thương hiệu Hinoki, đấy, hàng của Việt Nam sản xuất nhưng mà nó là theo công nghệ Nhật nhá, rất là xịn luôn. Đây hàng có nhìn hàng chân đồng rất là ok. Con này là các bác cắm vào một ổ nhưng mà nó chia ra được làm 3 nhá các nhá, 1, 2, 3. Đặc biệt là những cái vị trí mà ở tường các thứ rồi. Đấy các bác bình thường là các bác để những cái ổ nó thò ra nó rất là vướng víu như đây, các bác gập nó lại. Đấy, sau đó các bác chia ra làm 3, hoặc ví dụ những cái chỗ nào mà nó hiện tại là nó cắm full hết ổ rồi. Đấy, nó không còn chỗ cắm nữa mà các bác muốn cắm thêm thiết bị. Đấy thì các bác mua cái ổ này về các bác cắm vào để nó được thêm những cái ổ khác để các bác cắm chia ra, cắm được nhiều thiết bị hơn nhá. Rất là hay. Nói chung cái ổ này bên em bán khá là nhiều rồi mà nó cũng rất là hữu ích, dùng gia đình các thứ này. Đấy, dùng thiết bị các thứ rồi các bác cắm nhiều, muốn cắm nhiều ổ. Đấy thì mua cái này về các bác nhiều ổ những cái phát sinh ra. Bây giờ mà các bác đục cắt tường các thứ giờ thì nó rất là khó. Đấy các bác mua cái này về. Đấy, mình cắm thêm vào để mình chia ổ ra để các bác cắm nhá. Đấy thì lại tiếp tục về hàng cái mã này. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập nhá. Đấy, nó có thể gập đi gập lại được này. Đấy, rất ok. Cắm vào một và chia ra được thành 3 nhá. Giá của nó sẽ là 20.000. Nhớ giúp em mã sẽ là ổ gập nhá. Ổ điện gập 20.000 một cái ổ điện gập, hàng của Honiki nhá. Đấy, Honiki. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay để trứng này, cái khay để quả trứng nhá. Em báo giá luôn là 50.000 một cái khay này. Cái khay này rất là hay luôn. Các bác để trứng vào đây nhá. Thứ nhất là nó tiết kiệm không gian. Đấy, đặc biệt là cái trứng các bác để lâu bên ngoài thì không được, các bác để vào trong tủ lạnh. Mà để trong tủ lạnh thì lại rất là hay bị chật chỗ mà không để được những thứ khác. Đấy thì các bác mua trong cái khay này về rất hay luôn. Đấy thì về các bác cứ xếp trứng ở đây thì nó sẽ cứ lăn xuống này, lăn từ tầng này xuống tầng khác, lăn này xuống khác, và nó sẽ cái lối lấy của nó lấy đây thì các bác cứ lấy đến đâu là sẽ tụt trứng lên đấy, lấy đâu sẽ tụt trứng lên đấy nhá. Thì nó có cái thiết kế cho cái độ dốc này. Đấy, theo cái độ dốc thì nó sẽ có tụt trứng xuống. À, nó cứ tụt dần xuống đến lúc nào hết thì thôi. Hết thì các bác lại bổ sung các bác bỏ lên trên nhá. Đấy, rất là tiết kiệm không gian luôn. Đấy, một cái khay này các bác để được khoảng tầm 2 4 6 6 6 quả 3 tầng, các bác để được khoảng tầm 20 quả. Cho mỗi khay này khá là nhiều luôn đấy. Đấy, 20 quả trứng luôn mà giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, em sẽ đo cho bác về phần kích thước thông số này. Con này cái phần chiều dài của nó rơi vào là đi 31 này, cái phần chiều cao của nó rơi vào là 19 này, con này 19, chiều cao là 19, chiều dài là 31 nhá, và cái phần bán rộng của nó rơi vào là 6,5 cm. Khá là vừa để các bác để trong tủ lạnh nhá, tiết kiệm không gian, tiết kiệm diện tích, đỡ bị vỡ đập. Các bác để trong những cái chỗ kia nó lăn và vỡ đập rất là dễ vỡ nhá. Đấy, các bác mua cái khay về. Đấy, bằng nhựa ABS cao cấp, rất là xịn sò, rất là thông minh luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng nhá, 50.000 một cái khay này. Đây các bác cùng xem thực tế cái
về cái sản phẩm này. Đây là hai đường trứng này sẽ giúp cho cái tủ lạnh nhà bạn gọn gàng hơn, và đặc biệt là khi lấy trứng ra cũng rất là dễ. 15 trứng nhập hộp này thì nó rất là tiện, các bạn bỏ trứng vô lấy cái nào ra thì nó tự lăn xuống đúng ngay chỗ đó cho các bạn lấy tiếp, rất là tiện. Mà để trong tủ lạnh á, theo cái chiều dọc này nè, nó rất là gọn ha, không có phải giống như mấy cái hộp mà dạng chiều ngang, rất là tiết kiệm diện tích luôn. Mà nhà bạn nào mà muốn ăn nhiều á thì có thể là mua hai vỉ. Cái giá 3 tầng này để lưu trữ trứng là thực sự rất tốt để sử dụng. Một cái hẹp sẽ không lãng phí không gian của tủ lạnh, một cái có thể đặt 30 quả trứng. Chất lượng và tay nghề của kệ này đều rất tốt, đặt ở bên cạnh tủ lạnh, mỗi lần lấy trứng trên đó sẽ lăn xuống. Cái giá 3 tầng này mỗi lần mà các bác lấy trứng ra là nó cứ thế nó lăn thôi. Sau đó các bác để lên cái khay trên cái khay trên cùng này. Đấy, các bác để lên trên cùng thì nó có thể là nó lăn xuống, các bác lấy đâu là nó sẽ lăn xuống đấy nhá. Đấy, lăn đấy, nghĩa là trứng mới. Trứng mới, trứng cũ là nó sẽ lần lượt luôn. Mình ăn những cái trứng cũ trước, còn cái trứng mới là nó sẽ lăn xuống lần lượt. Rất là hay. Đấy, thiết kế rất là thông minh luôn. 50k một cái nha. Lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng 50k một cái nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái vỉ 20 cái nẹp dây điện này. Báo giá bác luôn là 20.000 một cái vỉ này. Đấy, gồm 20 cái luôn và đi kèm là nó có cả cái miếng dán nha các bác nhá. Đấy thì cái này rất là hay. Đây, bóc cho bác một vỉ này. Đấy, một vỉ là 20 cái và có đi kèm miếng dán nhá. Đó, cái này nó có cả hướng dẫn sử dụng luôn này. Đây. Nó là cái miếng dán để các bác về các bác nẹp những cái dây điện. Bình thường là những cái dây điện các bác để không nó rất là lòng thòng. Đấy, rồi nó xấu, mất mỹ quan. Đấy, nhìn nó hơi rắc rối, các bác mua trong cái vỉ này về thì nó sẽ là một cái chi tiết để các bác nẹp dây. Đấy, các bác cho cái dây điện vào đây, các bác nẹp nó vào. Đây, đấy, ví dụ cái dây điện này, các bác nẹp nó vào này. Đấy, các bác ấn nó vào như này nhá. Đó, sau đó các bác nẹp nó vào nên rất là gọn gàng, ok luôn. Đấy, bình thường dây điện nó lòng thòng này. Đấy, các bác nẹp nó vào. Sau đó là các bác lấy cái miếng dính ở đây, nó có kèm cái miếng dính này. Đấy, đây nó có kèm từng miếng dính một này. Bóc cái miếng dính ra cho em. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp vào cái đế này và các bác dính vào tường nhá. Đấy thì trước khi các bác xài thì nó hướng dẫn này. Vệ sinh sạch sẽ cái chỗ các bác cần dính cái miếng đi. Đấy, bóc cái lớp bằng dính ra, các bác dính vào đây. Và các bác dính cố định vào tường. Đấy, ví dụ là những cái thiết bị dây, ví dụ như là dây ở tivi cái thứ này. Đấy, dây nó loằng ngoằng. Đấy, các bác muốn cho nó gọn gàng ok vào, các bác mua cho một cái vỉ này về 20 cái liền luôn nhá, chứ không phải là một cái đâu, 20 cái luôn. Đấy, và các bác có thể dễ dàng tháo ra nhá. Đấy, dễ dàng các bác tháo ra này. Đấy, và sau đó các bác lại có thể là mình có thể là thay được cả dây khác luôn, rất hay luôn. Đấy, thiết kế rất là ok. Đây, đấy, tháo dây ra ok luôn các nhá. Đấy, và các bác sử dụng cho dây khác được luôn, ok luôn. Đấy. À, đi kèm có cả một cái miếng dán, những cái miếng dán nha. Đấy, nó sẽ vừa khít này luôn. Đây, đấy, miếng dán là ok. Một vỉ là 20 cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái vỉ 20 cái nẹp dây điện nhá. 20.000 một vỉ này. Đấy, 20.000 một vỉ, rất thiết kế, rất thông minh luôn. Đấy, 20.000 một vỉ. Hàng nó xuất đi rất nhiều thị trường Mỹ, Anh, Đức, Italy này. Đấy, xuất đi rất nhiều thị trường luôn, rất ok. 20k nhá, 20k. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm, cái sản phẩm này các bác cùng coi. Đây. Không cần khoan lỗ, tôi ước gì tôi biết có một thiết bị ngoài tuyến cho phép dẫn dây vào tường mà không cần khoan lỗ. Tôi sẽ không có quá nhiều đinh trên tường nhà mình. Nó không chỉ trông khó coi mà còn làm hỏng gạch. Bây giờ tôi đang sử dụng thiết bị ngoại tuyến tự dính này. Chỉ cần dán nó lên tường, chỉ cần kéo nó và cài đặt trong một giây, không làm hỏng tường. Không chỉ hệ thống dây điện đẹp và các mũi khâu sẽ không còn bị thắt nút và rối nữa. Đặc biệt thích hợp cho những người có cáp ở nhà. Đấy, còn đây không, thiết kế rất là thông minh nhá. Đấy, thì về các bác cứ dán này lên, sau đó các bác cho cái dây điện nó nẹp vào đây. Nhìn rất gọn gàng, nhìn đẹp nhá. Đấy, bình thường các bác có phải dùng đinh cái thứ là các bác cố định vào. Đấy, gây hỏng tường cái thứ này. Mua cái này về các bác bóc cái lớp băng dính nha, dính vào tường. Đấy, sau đó các bác cài dây vào, vừa gọn gàng vừa đẹp mà ok luôn. Đấy, một vỉ là 20 cái, nó chỉ có 20.000 thôi. Một vỉ 20 cái, 20.000, tính ra vào có 1.000 một cái. Giá rất hạt rẻ bình dân. 20 cái nẹp dây điện nhá. Lên mã anh em sẽ là vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá. 20.000 một vỉ nhá, 20 cái. Sau đó em lên luôn cho bác, đó là cái này là cái đèn quay. Đấy, đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu rất ok. Về các bác trang trí này, rồi các bác trưng bày, rồi là các bác thắp lên phòng, lên nhà nhìn rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái đèn quay nhiều màu. Đấy, đèn quay nhiều màu nhá. Giá sẽ là đi 40.000 thôi, chỉ có 40.000 một cái đèn quay nhiều màu này. Cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Thì khi mà đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đu đèn như này nữa. Đấy, về các bác xoáy cái đu đèn này. Xoáy trực tiếp với cái đu đèn này cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện 220. Ở cái đu đèn rất hay là nó có thiết kế một cái công tắc bật tắt rất tiện đây. Đấy, cắm thì các bác cứ cắm vào nguồn, có lúc nào xài các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho. Đây em cắm cho coi nhá. Cắm trực tiếp điện 220 này. Đấy, bật lên này, thấy không? Quay như kiểu là ba sàn luôn nhá. Ánh sáng rất là rõ ràng. Cứ quay tròn này thôi, cứ quay tròn này.
đấy, tạo hiệu ứng màu sắc nhìn rất là đẹp không nhá. Ở đây thấy không, quá ok này. Đấy, các bác về cắm trực tiếp điện 220 sạc, trên này có công tắc nhá, mình dùng các bác bật lên không dùng tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đó đây, cứ quay tròn thôi và nó chiếu lên trần, lên chiếc các thứ này, chiếu vào trong nhà nhìn cái màu sắc ánh sáng nhìn rất đẹp luôn. Đó, 40.000 một cái nhá. Lên mã cho sẽ là cái đèn quay cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Giá đang gửi bác là 40.000 một cái đèn quay này nhá. 40.000 một cái, đi kèm sẽ có cả đuôi đèn các thứ đầy đủ luôn. Về các bác cắm là xài thôi. 40.000 một cái đèn quay nha, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng này. Đấy, cái này thì về dụng xài rất là hay luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng. Giá của bộ này sẽ là đi em bao tiền thì là tiền nhỉ? 70.000 một bộ nhá, 70.000. Đấy, 70k một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà nói chung là rất là cần thiết cho mỗi gia đình. Đấy, rồi các bác nào hay xài di chuyển đồ đạc, tủ lạnh, tivi, rồi là máy giặt, rồi là giường chiếu các thứ rồi. Đó, bình thường là các bác có phải nhờ người thứ là nó rất vất vả, như đây mua cho em một cái bộ này về các bác không cần phải nhờ người luôn. Đấy, thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay đòn bẩy này và đi kèm là bốn cái chân. Đấy, 4 cái chân và những cái chân này nó có bánh xe nên khi mà các bác có để đun đi đun lại rất ok. Đấy, mắc chịu tải của nó lên đến là 150 kg này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam, nói chung là người Việt dùng hàng Việt. Đấy, ủng hộ hàng Việt nhá, thiết kế rất thông minh. Đây là một cái tay đòn bẩy này, tay đòn bẩy, cái tay nó có bánh xe rồi các bác khúc cái tay đòn bẩy và cái đồ các bác cần nâng lên. Các bác khi mà các bác nâng lên rồi thì các bác sẽ cho em cái này vào. Đấy, nó gọi là cái đế này. Đấy, và cái đế này nó có những cái bánh xe này, nó sẽ quay nhá. Đấy, quay đi quay lại rất hay luôn. Đấy, rất ok. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là bốn cái đế nha. Đây. Bốn cái đế nha. Bốn cái đế chân bằng nhựa ABS cao cấp nhá, và một cái tay đòn bẩy bằng kim loại luôn, rất chắc chắn nhá. Cái này thanh này của nó cái thanh sắt đặc luôn này. Thanh sắt đặc này. Thanh này về thanh này phi 10. Siêu chắc siêu khỏe luôn. Đấy, bánh xe. Các bác sục vào đẩy nha. Thế xong. Đây một chọn bộ này là 70.000 nhá, là 70.000 một bộ nhau nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k một bộ nhá, 70k một bộ. Đây các bác cùng coi video về sản phẩm này. Chân mình phải làm sao để di chuyển đồ vật nặng trở nên nhẹ nhàng hơn và ít thiệt hại hơn. Hôm nay thì gợi ý cho bạn đó là sử dụng bộ kit nâng vật nặng 5PC. Dụng cụ di chuyển đồ được thiết kế dễ dàng sử dụng và rất tiện lợi, làm giảm nguy cơ các đồ vật bị lật hoặc va chạm với những bức tường và ủng tắc cửa, giảm tốn kém thiệt hại tài sản. Thích hợp để di chuyển tất cả các loại đồ vật lớn nhỏ như đệm, TV, màn hình phẳng, tủ quần áo, tủ lạnh vân vân. Là làm sao đấy, rất tiện dụng nhau coi nhá, dùng rất hay luôn. Dụng cụ hỗ trợ nâng và di chuyển đồ vật nặng tiện lợi dành cho gia đình nhà bạn. Bình thường là các bác mình nhờ người nọ người kia khoanh cùng, như đây rất là nhàn thôi. Đấy, kê vào đẩy bẩy nó lên, sau đó các bác đút xem cái bộ bánh xe vào bốn bánh bốn góc đấy, các bác cho vào và các bác đẩy lên, thế là xong, rất là hay luôn. Đó, đi kèm là có cả cái dụng cụ đòn bẩy nữa và bốn cái đế nha. Để các bác cho lên và các bác ấy, ở đây nó có bánh xe này quay này, đấy, bánh xe cứ thế là quay di chuyển nó quay thôi. 70k bộ nhá, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k, hàng Việt Nam nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã dầu gió Singapore này. Nhiều bác hỏi quá này, thì đây, tiếp tục hàng lại về nhá. Lên mã em sẽ cái lọ dầu gió hàng của Singapore, made in Singapore. Đấy, một chai này là 24ml nhá, rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này thì hàng cam kết bác là hàng chính hãng, chuẩn 100%. Đấy, các bác mà phát hiện hàng giả nhái bên em đến bác 200 lần tiền luôn. Đấy, chắc chắn cái này em bán siêu nhiều rồi. Mà hàng thì khi thảm mới có về, không về được nhiều đâu bạn. Vì hàng này là hàng sách tay, chứ không phải hàng... Đấy, đây, đó, đây. Hàng này xuất cho thị trường của Mỹ này, LAUSA này, mùi thơm nóng quá nhá, mùi thơm nóng và chất lượng. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp, hàng hệ hai nắp. Hàng hệ hai nắp thì hàng là chống chỉ định cho trẻ em sử dụng nhá. Đấy, ví dụ như là trẻ em chẳng may chúng nó có cầm vào chúng nó không thể mở được nhá, vì hàng hai nắp nó là hàng an toàn. Các bác muốn mở có ấn cho em, ấn mạnh vào. Đấy, sau đó các bác xoáy nó ra. Đấy, và khi mà các bác muốn lắp nó vào thì các bác lại ấn nhá. Đấy, lắp vào các bác xoáy sau các bác ấn. Đấy, nó sẽ lại khớp vào ok. Đây. Hàng tem mác ngon này, mùi rất là thơm nhá, mùi thơm nóng nhá. Nói chung là hàng chuẩn dầu gió của Singapore nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, bán siêu nhiều luôn, mà thậm chí là lâu lâu mới lại có hàng về thôi chứ không về liên tục đâu. Đấy, lên mã nhé, em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore nhá,
Một chai này là giá sẽ là 50.000 một chai. Lên mạng em sẽ là chai dầu gió Singapore 50k một chai. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đau xương khớp, đau người ngậm, rồi cảm ốm, hắt hơi, sổ mũi, rồi các bác bị côn trùng đốt. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều công dụng khác nhau nhá. 50k một cái chai dầu gió Singapore này. Hàng một chai là 24ml. Đây con nhìn cái tem bóng 7 màu nó này, lên các bác biết ngay này hàng chuẩn hay không này. Đấy, thấy không? Đấy, tem bóng 7 màu này, lên nó nói chung là nhìn cái lọ chính hãng nhìn nó khác ngay, nhìn nó khôn lắm. Đấy, nhìn nó không phải dạng hàng giả hàng nhái đâu. Nhìn các bác nhìn cái cảm quan ngoài các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không rồi. Đó đây, Made in Singapore. Đó. 50k một chai nhá, dầu gió của Singapore, 50k một chai này, hoặc là lên mã cho em sẽ là dầu gió xanh cũng được. À, lên luôn cho bác đó là cái dòng bơm tay này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan, rất xịn sò, ok luôn. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã bơm này thì đây, hôm nay hàng lên shop. Lên shop về cho bác này. Đấy, con này thì nói chung là quá chắc chắn rồi. Đây, Stanley Japan. Có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá. Dây bơm thì chống gập, chống gãy. Dây bơm siêu bền, các bác cứ gập cho em thoải mái này. Thả tay cái lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm siêu bền nhá. Phần đầu bơm thì bơm xe đạp, xe máy các thứ ra. Con này thậm chí các bác bơm cho em ô tô con thoải mái luôn. Đấy, đây phần chân bơm có nhìn này, phần chân bơm thiết kế toàn bộ là bằng nhựa cao cấp ABS nhá, rất chắc chắn luôn, thân bơm bằng kim loại. Đấy, đây phần tay cầm. Các bác nhìn cái phần ti của nó này, cái phần ti của con bơm này rất là to. Bình thường là các bác mua thị trường cái con ti bơm ấy nó rất là nhỏ, bơm nó thứ nhất là nó rất là mềm mà nó yếu ớt. Đấy, con này bơm cái ti bơm nó to nên khi mà con bơm nó rất là cứng cáp, nó rất là khỏe, nó dễ bơm. Đấy, lượng hơi thì ra rất là đều các nhá. Lượng hơi ra rất đều, bơm rất êm luôn. Đấy, bơm rất êm. Về các bác bơm xe đạp xe máy ra. Con này nói chung là các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Bình thường là các bác nhà hay có xe đạp xe máy thứ giờ cứ phải đi chạy đi hàng xóm mượn bơm này, rồi là mình cứ phải mang ra quán mình bơm các thứ rất là mất công. Đấy, mua cho em con này về các bác vứt ở nhà. Đấy, lúc nào cần cái mình có cái mình lôi ra mình xài luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, đồng hồ đó xuất đầy đủ các bác luôn. Giá thì đợt này nó về cái lô này giá nó rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bơm tay vàng. Đấy, bơm tay vàng. Bơm tay vàng này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 một cây nhá. Bơm tay vàng này. Đấy, giá sẽ là 170.000 một cây. Còn nhà em còn một loại nữa là bơm tay inox. Bơm tay inox thì là 150, còn con này thì là 170. Đấy thì các bác ưng cái mã nào thì cứ báo nha. Đấy, hai mã này nó xem nhau thôi. Đấy, còn cái mã này thì trước em cũng bán rồi. Một thời gian nó hiện đang bán hết hàng mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây đợt này lại về nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây bơm tay vàng nhá. Đấy, cây bơm tay vàng. 170.000 một cái cây bơm tay vàng này nhá. 170.000 một cây. Rồi các bạn, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã quạt 12V này. Đấy, thời tiết bắt đầu đang rất là nóng rồi mà cái tình trạng mất điện này chắc chắn là sẽ có xảy ra. Đấy, các bác mua cho em ngay cái con quạt tẩu 12V này về. Nó là dòng quạt chạy 12V nhá. Đấy, về các bác có ắc quy 12V là các bác cứ phệt vào cho em là vã và là chạy thôi, mất điện không lo nhau nhá. Mát cực kỳ luôn. Rồi là đặc biệt ví dụ các bác nào đang đi ô tô mà những cái dạng ô tô đời cũ là điều hòa thứ là mà nó chưa đủ độ mát ấy thì các bác tăng cường thêm cho em cái con quạt này về nữa. Rất mát luôn. Đấy, thì đi sẵn thì nó sẽ có là cái đầu để cắm, thì nó là cái đầu để các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho ô tô, nhưng mà nếu mà các bác muốn dùng gia đình thì bên em sẽ có một phương pháp để các bác dùng gia đình, thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là một cái bộ tẩu cái này nữa. Đấy, thì về các bác có ắc quy, các bác kẹp vào bình ắc quy, sau đó các bác cắm cái đầu còn lại của nó vào đây, cắm vào đây đó, và các bác kết nối các bác bật lên là các bác xài thôi. Con này nó là dạng quạt đôi nhá, công suất một quạt là 10W nhá, hai quạt thì tổng sẽ là 20W, chạy cực kỳ khỏe và rất êm luôn. Đấy, bẻ các hướng các kiểu này, bẻ lên bẻ xuống bẻ cụp này. Đấy, rồi là xoay sang bên trái, xoay sang bên phải nhá. Đấy, xoay các hướng các kiểu là có thể là ngửa sang sau, ngửa về trước này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, là phần đế các bác có thể để trên bàn, để trên nắp capo ô tô, rồi là để những chỗ nào các bác cần mát. Rồi là ví dụ như là nó cũng là một chiếc quạt tản nhiệt rất hay, ví dụ như một cái thiết bị gì đấy trong mùa hè này. Đấy, thường thường các bác xài nhiệt độ bên ngoài trời rất là cao rồi, các bác cần một cái thiết bị để mà các bác tản nhiệt thì con này nó cũng là một cái phương pháp rất tốt luôn. Các bác chỉ việc là kẹp vào cái bình 12V hoặc là các bác xài thôi. Đấy, rất ok đây. Đấy, đây em đang có bình 12V này, các bác kẹp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đây, kẹp đúng đầu âm dương cho em. Đấy, là quạt nó chạy thôi, quạt chạy phà luôn, chạy khỏe lắm. Đấy, con này mà nó đủ điện áp của nó chạy thì siêu mát luôn. Vì nó là dòng quạt đôi mà nó mát kinh khủng luôn. Đây. Đấy, đây em với đang để số 1 nha các bác, tăng số 2 này. Đấy, thấy không? Chạy rất êm.
Nó là dòng động cơ không chổi than nhá, nên là thứ nhất là nó chạy nó êm, mà thứ hai là cái động cơ không chổi than này nó rất là bền các bạn, rất là bền, nó không như cái dòng động cơ cũng chổi than đâu các bác, chạy rất là nhanh hỏng như con này. Chạy như là êm không kêu, mà thứ hai là nó bền các bạn. Đây, bật bác số 2 này. Thấy không? Chạy nó phà mát kinh khủng luôn. Em để khoảng cách từ đây đến chỗ em ngồi khoảng tầm hơn mét nhưng vẫn rất là mát nhá. Nó cái giải thổi của nó rất là xa, rất mát luôn. Đấy, mát cực kỳ. Đây có những em chỉ gần cầm phà luôn. Đấy, bác nghe thấy không? Phà luôn. Mát cực kỳ luôn. Đấy, mùa hè ví dụ trong tình trạng mất điện. Các bác xài này cho em rất hợp lý. Rồi là ví dụ trên ô tô mình điều hòa chưa đủ mát thì các bác xài cho con này. Mát cực kỳ. Đấy, điều chỉnh các hướng các kiểu nhá. Đấy, đây. Đó, cục lên cục xuống này, cục ra cục vô. Rồi làm một cái dụng cụ để tản nhiệt cho cái thiết bị mà nó hiện tại đang nóng quá tải rồi. Các bác làm cái con quạt để tản nhiệt nó rất là mát luôn. Đó, rất là hay nhá. Quạt chạy rất êm. Đấy. Công suất là 10W một quạt, hai quạt là 20W nhá. Và cắm trực tiếp vào nguồn 12V cho em là các bác xài thôi. Đấy, và về nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài ắc quy thì các bác mua thêm cho em cái đầu tẩu cái nha. Đấy, thì hiện tại em đang bán một cái đầu tẩu cái nha, đang bán cho bác là giá là 40.000 một cái này. 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Còn nếu mà các bác muốn mua quạt thì đang bán cho bác giá là 120.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V. Đấy, hoặc là quạt 12V được. Quạt 12V giá sẽ là 120.000 một cái quạt 12V nha. Đấy, 120.000 một cái quạt 12V nhá. Còn mua đầu tẩu thì cái đầu tẩu cá thì đang bán cho bác là 40.000, về các bác kẹp trực tiếp bình ắc quy là các bác xài. Còn nếu mà nhà bác nào dùng chiếc ô tô thì không cần đâu. Đấy, chiếc ô tô thì nó có sẵn cái đầu tẩu cá này rồi, về là các bác cắm chiếc ô tô là các bác cắm cái đầu tẩu cá nha, là các bác xài thôi. Còn nếu mà cái này em bán cho bác nào mà dùng ở gia đình không có ô tô, hoặc là các bác muốn xài gia đình xài ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái này. Đấy, còn không thì về các bác chế cháo mình về thì các bác chế gắn hàn đấy được. Đấy, cái đầu này của nó, đầu lồi là đầu dương này, còn đây đầu âm. Nhưng mà về các bác cắt ra các bác hàn chế, ví dụ hàn nó lỗi thì bên em không bảo hành các bác nhá. Đấy, vì hàng nó phải nguyên xi thì bên em mới bảo hành được, không đến lúc ví dụ nhà hàng nó vấn đề xảy ra mà các bác cắt chế cháo ra các bác đấu nối thì bên em không bảo hành nhá. Phải lưu ý cái vấn đề đấy. Đó, rồi lên mã cho em xem cái chiếc quạt 12V nhá. Đấy, quạt 12V chạy rất khỏe, rất mát luôn. Chạy điện 12V. Nhớ cho em là chạy điện 12V nhá. Về các bác phệt với điện 220 là đi ấy. Giá sẽ là 120.000. Còn muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để về các bác kẹp vào bình ắc quy thì đang bán cho bác là 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái bán hàng rất hot trong mùa hè, đó là cái kính bơi này. Đấy, các bác chuẩn bị đi du lịch này, đi chơi này. Đấy, rồi cho các cháu nhà mình. Cái kính bơi này thì trẻ em người lớn đeo hết luôn các bác nhá. Trẻ em người lớn đeo hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đầy đủ phụ kiện thứ bên trong. Về các bác tháo ra là các bác xài thôi. Đấy. Nói chung là đã chuẩn bị xác định đi biển thì biết thì nên có rồi, ví dụ như là các cháu nhà mình ở nhà đến mùa hè hay bơi biết các thứ rồi. Đấy, cầm một con kính bơi hoặc người lớn có thể đeo luôn. Con này có thể chỉnh cữ được nhá. Đây, cái dây thu đằng sau của nó này, nó có thể chỉnh cữ được. Đấy, về các bác tháo trong cái nắp ra này, nâng cái nắp ra này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cữ theo cái vòng đầu của bác nhá, hoặc là theo người đeo đó, và các bác đeo thôi. Kính thì mắt rất là trong này. Đấy, mắt rất là trong, và cái phần do này bịt rất là kín luôn, không lo nước vào nhá. Đấy, gọi là cái kính bơi. Đấy, báo giá bác luôn, giá thì rất tốt, bình dân luôn, 20.000 một cái kính bơi này nhá, chỉ có 20.000 thôi. Lên mã cho em xem cái kính bơi nhá. Đấy, kính bơi mùa hè giá đang của bác là 20.000 một kính bơi nha, 20.000 một cái này. Đấy, 20.000 một cái bộ kính bơi này, về là các bác mua cho các cháu thì mình sử dụng này, mà chuẩn bị đi biển biết các thứ này, rồi là người lớn có thể xài được luôn nhá. Đó, bơi biết các thứ là dùng rất ok luôn, về dùng rất là tiện. Đó, bình thường các bác ra những khu du lịch các thứ thì một cái kính bơi này 50-60 nghìn một cái luôn đấy, thực sự bao luôn. Nếu mà các bác đã xác định chuẩn bị đi rồi mình nên mua trước này đi. Đấy, mua có cái là xài luôn, thứ nhất là rẻ, thứ hai là tiện, mà có cái dùng ngay. Đó, đến lúc mà đến nơi khi một là có khi còn cháy hàng, thứ hai có khi nó rất là đắt. Đấy, vì khu du lịch nhiều khi người ta chặt chém giá rất là cao. Đó, 20.000 một cái sản phẩm kính bơi nhá, người lớn trẻ em đeo hết luôn, vì cái này nó có cái phần dây chun này nó chỉnh cái cữ đầu. Đấy, và cái phần mắt này khá là to này, nên là người lớn trẻ em đều hết luôn. Đó, ok. 20.000 một cái bộ kính bơi nhá, 20.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng bút bi này, bút bi thiên long nhá. Hiện tại em đang có hai màu là màu xanh và màu đen, và mình em đang bán đồng giá là 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp bút bi là 20 chiếc nha. Đấy, bán là cả một hộp 20 chiếc luôn, vì giá nó rất là bình dân hạt rẻ rồi, chứ không phải là dạng giá cao đâu. Bình thường là các bác mua một cái hộp này ở cửa hàng biết phải khoảng tầm 5-60 ngàn một hộp. Đây bên em bán với bác giá thì
gần như là cái giá gọi là cái giá các bác nhập vào luôn đấy, có khi cửa hàng nhập với giá đấy luôn, 25k nhá, 25k cho một cái hộp USB của Thiên Long đấy, một hộp là 20 bút nhá, đầu bút thì là đầu bút cao cấp 0.5mm đấy, nét viết trơn này, êm này, mực ra đều và liên tục này đấy, thì một hộp là 20 cây. Bên em sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen, các bác lấy màu nào báo em hoặc mình có thể lấy cả bộ về thay nhau viết được đấy. Thì một hộp là 25.000, lấy hai hộp là một đôi là 100, tùy nhu cầu nhá. Có hai màu là màu xanh màu đen, bút bi của Thiên Long nha, đây bút đây đấy, bút đây nhá, rất ok luôn, về các bác xài sử dụng này. Đầu bút là đầu 0.5mm, lò xo rất là trơn tru chắc chắn chất lượng luôn. Nói chung là bút bi này thì quá nhiều bác biết, em không giới thiệu nhiều, chủ yếu là báo giá bác thôi. 25k một hộp nhá, màu xanh màu đen, lấy màu nào báo nhé em nhá. 25k một hộp là 20 bút nhá, bán một lúc là bán cả hộp luôn, không bán lẻ một cây nhá, không bán lẻ một cây, bán cả hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên với bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái móc áo cua đơn. Các bác cứ lên mã nha, sẽ cái móc áo cua đơn. Bên em sẽ bán nó combo một lần là 10 chiếc một nhá. Đấy, bán nó combo bác một lần 10 chiếc một này. Giá thì siêu hạt rẻ luôn. 30.000 cho một combo 10 cái, tính ra là vào có 3.000 một cái thôi. Đây 2 này. 2 4 6 này, 7 này. 8 này. 9 10. Đây, một lần là 10 cái này nhá. Về các bác xài móc vào quần áo này, móc đồ thứ rất ok đây. Đấy, kẹp rất chắc luôn, kẹp siêu chắc nhá. Đây cái phần móc, để các bác móc treo lên tủ đồ, tủ quần áo rất là gọn gàng ok. Và các bác có thể móc móc đây, móc nhà này. Móc treo nó nối tiếp với nhau luôn. Đây, đấy, rất ok luôn, rất hay nhá, thiết kế rất là thông minh. Nó chỉ có một cái còn gọn thôi nhưng mà rất là hay, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy thì sẽ bán được combo là 10 cái một nha. Đấy, 10 cái một này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái móc áo cô đơn. Đó, móc áo cô đơn. Bán được combo là 10 cái một nhá. Đây, móc áo cô đơn này. Combo là 10 cái một, giá sẽ là đi 30.000 cho một combo 10 cái nhá. 30.000 cho một combo là 10 cái nhá. Đấy, về các bác xài sử dụng rất hay đây. Em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm để các bác biết về cái công dụng của sản phẩm như nào. Đây các bác cùng coi này. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỉ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa. Cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, khi mà các bác kẹp vào quần áo lên nó rất là ok luôn. Rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Rồi là các bác có thể móc đồ vật, đồ ăn các thứ lên đấy được luôn. Rất tiện dụng, các bác treo lên nhá. Đó, rất là hay. Nói chung là giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng rất là ok đấy. Dùng hai lắm, cái này em bán cực kỳ nhiều, bán chắc phải đến khoảng tầm mấy trăm nghìn chiếc, mấy trăm nghìn combo này, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Vì giá nó bình dân á, chỉ có 30.000 thôi mà 10 chiếc này, về nó móc được khá là nhiều đồ luôn. Đó. À, combo 10 móc áo cô đơn nhá, 30.000 một combo nha. Này, thời tiết là nóng lúc nào quay cũng phải sẵn cái quạt 12V này, rất mát quá nhá. Đấy, vào người mát cực kỳ luôn. Ở đây. Rồi, tiếp theo là thắt lưng với lại ví da thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Dòng thắt lưng da bò với lại ví da của Mỹ này. Đây, giới thiệu luôn với bác đó là cái ví da này. Ví da này thì tại em đã có hai màu. Là ví da màu nâu, ví da màu đen. Giá em đang bán là 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái ví da bò khâu tay nhá, 140.000 một cái này. Có hai màu là màu nâu màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào được cứ báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nâu báo cho em, lấy màu đen báo cho em đây. Con này là con màu đen đây này. Đấy, con này là con màu đen, còn con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đây, quay cho bác chi tiết về sản phẩm này. Toàn bộ thì là khâu bằng tay. Đấy, khâu bằng viền bằng tay hết luôn. Đấy, bên trong này. Hàng này thì hàng của Mỹ nhá, made in USA. Đó, phần bên trong đây có rất nhiều ngăn đấy bác, xài thoải mái luôn, có cả một cái ngăn khóa chính này để các bác để những cái tài liệu chính ở đây, và một cái bên ngoài là những cái ngăn nhỏ này. Đây hàng này có nhìn này, hàng da nó, hàng da nguyên miếng nhá. Hàng cam kết bác là hàng da chuẩn 100% luôn. Đấy, nếu mà không phải da thật bên em không lấy tiền bác luôn. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test thử da thật cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng cam kết da thật 100%. Đây. Bên trong đây. Đó. Rất nhiều ngăn á, có cả những cái ngăn nhỏ nhỏ các bác đựng thẻ, đựng thẻ ngân hàng, rồi là thẻ căn cước công dân, thẻ giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân vào đây rất ok. Bên trong các bác đựng tiền cho em. Đấy, rất chắc chắn nhá. Cái đặc trưng của cái sản phẩm này khi mà da thật ấy là các bác càng xài thì da nó càng bóng.
càng xài ra nó càng bóng nên là dùng rất là thích luôn đó. 140.000 một cái nhá, lên mã em sẽ là ví da bò khâu tay 140k. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen, các bác lấy màu nào báo nhé. Đây này, nó có cả giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm này. Đấy, cam kết da thật yên tâm nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng thắt lưng đấy, cũng của Made in USA. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Hiện tại thì bên em cũng đang có hai màu là màu nâu và màu đen, thì các bác cứ lấy màu nào báo nhé em nhá. Đấy, lấy màu nào báo nhé. Mặt thì siêu đẹp rồi, riêng mặt này thì không phải chê, còn chất da thì cũng miễn bàn luôn. Đây đó, Made in USA này, có nhìn này đó, Made in USA có chữ dập chìm này đó, Made in USA nhá, rất xịn sò luôn. Đây là màu đen, đây là màu nâu đó, thì lấy màu nào báo nhé em. Còn đây là phần mặt, em quay bác chi tiết cảnh mặt, mặt rất đẹp luôn đấy, mặt sáng bóng đẹp. Kim loại dày nhá, kim loại dày chứ không phải dạng mỏng mẻo đâu các bạn. Bình thường các bác hay mua những dạng giá rẻ thị trường mỏng mẻo, cái đấy thì dùng thứ nhất là nhanh hỏng, thứ hai là dùng một thời gian là nó bạc hết màu. Như con này thì cam kết bác hàng chuẩn. Đây cái phần thứ kim loại rất là dày này, đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn. Hàng này của bên em thì đang bán bác là hàng con lăn. Cái con lăn này thì nó rất là cơ động này, cơ động là như nào, ví dụ như là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác không phải lo. Ví dụ là bụng to các bác cũng để xài được, mà bụng nhỏ cũng để xài được. Bình thường các bác mua những cái dạng lẫy cài ấy, lẫy cài là ví dụ những cái bác nào bụng nhỏ thì cũng may ra thì còn sửa chữa được, những bác bụng to thì rất là khó. Bụng to thì lại phải theo cứ của nó cơ, có khi nhiều bác bụng to quá thì không xài được đâu. Thì đây nó là dạng con lăn thoải mái tự do, cái size của nó là free size, bụng to bụng nhỏ rồi các bác eo to eo nhỏ là dùng xài hết luôn. Đấy, đây là rất là tiện nhá. Đây thiết kế dạng con lăn này. Đấy, thiết kế dạng con lăn đó, về các bác xài mặt thì siêu chắc chắn, siêu dày. Hai màu là màu đen màu nâu nữa, lấy màu nào báo nha. Đấy, lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò hàng của Mỹ, giá thì bình dân thôi, 180.000 một cái nhá, 180.000, 180k. Đấy, 180k. Lên mã em sẽ là thắt lưng da bò này. Đấy, hai màu nâu và đen, 180k một cái, lấy màu nào báo nha em nhá. Hàng thì chuẩn của Mỹ luôn, Made in USA. Đấy, Made in USA, rất xịn sò, ok, 180k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó, bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa không ạ, bằng nhựa. Cái này là bằng inox này, cái này thì em báo giá luôn nhá, giá em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn những cái môi bằng nhựa, nhưng con này là rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, SU-34, về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này, thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng cái môi nhựa là nó phải chuẩn cơ, thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác, ví dụ các bác xúc cơm nữa là nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo. Chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc, thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này, thứ nhất là sạch sẽ an toàn, nó ok. Đấy, giá em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá, lên mã em sẽ cái môi cơm inox nhá, cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về ôm lô, số lượng có hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử với bác này, về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. SU-34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sau đó tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng mới giúp tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá, một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi những cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa, ok luôn. Đó, nó là dạng điếu to này nhá, nó hiểu là cái điếu xì gà. Đấy, thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu, trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt lên, sau đó các bác gì thôi, rồi các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha, cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha, và các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế, nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá, tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn, một hộp là 10 điếu luôn nhá, giá thì siêu tốt bình dân luôn. Đấy. Lên mã duy em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá, 10 điếu, giá của nó sẽ là đi 30k nhá, 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã duy em sẽ là điếu ngải cứu này, điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ,
giải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào, các bác đốt lên coi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Giải cứu được muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây giải cứu an toàn với nhiều công dụng như đổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá, đem lại sức khỏe này, rồi là thông thoáng nhà cửa nhá, thông thoáng nhà cửa, rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau, đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 một hộp nhá, 30.000 một hộp, lên mã cho cái hộp 10 điếu ngoài cứu nhá, 30k một hộp 10 điếu ngoài cứu, đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngoài cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới xuất, tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng sách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml coi nhá. 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục, đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một típ này. Lên mã cho em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ đó. 20k một típ. Đấy, 20k một típ, các bác lấy 3 típ. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ nhá. Đấy, 53 tip, còn các bác lấy một tip để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tip này sẽ là 60ml. Đấy, 60ml dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi, các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm đó, để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Nên là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy, giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là lọ keo dán giày. Đây, các bác cùng xem thực tế video này. Vật bị gãy bể từng chỗ vứt đi, hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ nhá, lấy 3 típ 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã đèn cắm trại này. Cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Đó, ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa decor trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo, đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chiết áp coi. Đấy, đây các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chiết áp cho em. Đấy, kèm công tắc luôn, tạch cái là lên này. Đấy, và chiết áp này tăng giảm độ sáng này luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm là có một cái cọng dây cáp sạc, con này sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi, ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên thôi nhá. Đó, thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu mà các có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại giá 90k. Đây, chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây,
sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 9.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nếu cho mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đèn cắm trại. 90k một cái đèn cắm trại nha. Sao ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em thì yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đét rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ giờ luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chắc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà
Bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi. Thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn. Nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa. Và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi. Nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn. Thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hot này đó, rất nhiều bác hỏi hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này, giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để cho bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này. Đấy, cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Do cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòng này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái bản tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này, cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này, thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220. Thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này.
Đấy, view như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bạn thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây view em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1850 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình sẽ xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên đúng nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó cũng dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này.
Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số thì ai em để trên kênh này. Đấy, con nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân của máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác có dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp tục em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình AQ các bác cắm vào là xài thôi. Hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha LED ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này. Rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng. Đấy, có con bình AQ lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đấy. Đấy, còn đây chủ em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé. Đấu sai dây là em chịu các bác nhá. Nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi thì em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá đây. Test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình AQ này. Đây em đang có con bình AQ 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Ở đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha LED 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha LED 12V này, đèn pha LED 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000
40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ cho em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ, dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho em là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp này là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40k một cái. Đấy, phụ kiện luôn đó là cái dòng vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha, giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này, 4, 6, 8, 10. Đây 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6, cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm. Và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt với nhá.